Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1021, yêu cầu quá đáng. Bao gồm cả sản phẩm hot thế hệ đầu tiên và sản phẩm hot thế hệ thứ hai của công ty cô, tất cả các quyền đại lý nên được trao cho tất cả những người có mặt ở đây. Hứa Tổng nói những lời khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này Thẩm Bích Quân thật sự nhìn không được, có đánh chết cô cũng không ngờ được tên họ Hứa này tham lam đến như vậy. Thật sự muốn công ty Danh Dương chuyển đổi thành nhà máy luôn. Chỉ có thể sản xuất hàng hóa, chứ không được chịu trách nhiệm bán hàng, vì tất cả quyền đại lý hàng hóa đều nằm trong tay người khác. Đùa kiểu gì vậy? Nhưng cô vẫn không thể phát điên lên được, chỉ có thể tỏ ra vẻ bị ức hát yêu ta và bất lực, Hứa Tổng, như vậy có phải hơi quá đáng không? Chúng tôi không thể chấp nhận một điều kiện như vậy. Nếu chúng tôi thực sự chấp nhận, bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi sẽ làm gì? Đến lúc đó, công ty chúng tôi sẽ thực sự trở thành một nhà máy. Trở thành một nhà máy thì có gì không tốt, Hứa Tổng nói. Bây giờ ông ta vẫn đang lâng lâng, phiêu đến độ sắp bay lên trời đến nơi, vì vậy nói chuyện như mất não. Ông ta cảm thấy Thẩm Bích Quân dễ bắt nạt, với ý nghĩ như vậy, ông ta không nhận ra rằng mình đã quá đáng. Điều này giống như khi bạn còn nhỏ, sẽ có nhiều đứa trẻ bắt nạt các ông già đẩy xe ba bánh một cách cực nhọc ở bên đường. Ông già đẩy xe ba bánh lên dốc một cách khó khăn, một số đứa trẻ sẽ vượt lên đẩy giúp ông, nhưng một số trẻ em đầu gấu sẽ lẻn ra sau kéo chiếc xe lại. Kéo xong chúng sẽ vừa cười vừa bỏ chạy, hoàn toàn không ý thức được chuyện mình vừa làm quá đáng như thế nào. Bởi vì không bị trừng phạt, bởi vì người khác dễ bắt nạt, bởi vì không phải trả bất cứ giá nào ho việc bắt nạt người khác. Bây giờ Hứa Tổng rõ ràng là trong tình trạng như vậy. Ông ta thẳng thừng uy hát yêu ta. Thẩm Tổng, mọi người đều là người cùng ngành, tình hình hiện giờ đã quá rõ ràng, công ty Danh Dương của cô ăn cũng no quá rồi. Sản phẩm của công ty cô chiếm gần 95% thị trường ở thành phố Đông Hải. Trong trường hợp này, nếu công ty của cô vẫn tự mình bán hàng thì sẽ không có miếng ăn cho chúng tôi nữa. Thành phố Đông Hải sẽ để lại hết cho công ty Danh Dương là xong. Vì vậy, nếu cô muốn chúng tôi tồn tại, cô phải trao cho chúng tôi tất cả các quyền đại lý. Sau đó, khi chúng tôi bán được sản phẩm cũng sẽ chia cho cô một phần lợi nhuận. Về cơ bản, sản phẩm của toàn bộ thành phố Đông Hải đều được lấy từ chỗ của cô, công ty cô vẫn có thể kiếm được tiền mà đúng không? Hứa Tổng nói ra những lời logic bức ép của mình mà không biết xấu hổ. Chê y thực tế, không có sự công bằng tuyệt đối nào chê y thị trường, cả Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều biết rất rõ điều này. Ví dụ, Hứa Tổng vừa cho biết. Các sản phẩm của Danh Dương hiện chiếm hơn 95% thị trường ở thành phố Đông Hải. Với thế mạnh này, họ thực sự hoàn toàn có thể tự mình bán hàng, đánh sập các công ty khác, rồi trở thành kẻ thống trị. Nhưng họ không thể làm điều này, bởi vì một công ty hùng mạnh phải đảm nhận trách nhiệm xã hội đáng tin, và cách làm của họ sẽ gây ra bất ổn xã hội. Vì vậy, họ có thể làm bá làm chủ, nhưng tuyệt đối không thể làm đến mức quá đáng. Đừng lấy kiểu công ty như Alibaba trong thực tế ra làm ví dụ, lý do tại sao một công ty như vậy có thể hoàn toàn độc quyền, là bởi vì họ đã mở ra một ngành nghề mới. Nhưng chê y thực tế, sau này những đối thủ khác cũng xuất hiện, trở thành đối thủ cạnh tranh của họ. Nếu nói ra, lẽ nào Alibaba không có đủ năng lực để áp chế hai đối thủ cạnh tranh của họ sao? Điều đó tuyệt đối không thể, nếu như họ muốn, chắc chắn có thể khiến cho hai đối thủ cạnh tranh kia không đứng lên được. Một ví dụ khác, có một ông trùm bất động sản họ Vương trong giới siêu giàu, ông trùm này cũng thừa sức đi khắp cả nước để làm lũng đoạn toàn bộ thị trường bất động sản. Chuyện như thế này cũng không khó, vì mấy năm nay bất động sản quá hot, chưa xây nhà đã có thể bắt đầu bán nhà để thu tiền, theo logic này thì họ hoàn toàn đủ thực lực đè bẹp mọi bất động sản, khiến bất động sản nào cũng không thể trỗi dậy. Nhưng họ vẫn để lại một con đường cho những người khác sống sót. Bởi lẽ, việc một công ty gánh cả một ngành là hoàn toàn không thể. Đây chính là trường hợp của công ty Danh Dương hiện nay. Hơn nữa, Chu Dương và Thẩm Bích Quân đúng là đang làm việc này, họ không hề bị dắt mũi, chỉ là họ bằng lòng cho những người này một con đường sống sót, nếu không thì cuộc họp hôm nay sẽ không được tổ chức. Nhưng, ông đây muốn cho các người một con đường sống, đó là bởi vì ông đây cân nhắc đến chủ nghĩa nhân đạo. Đó là ân tình ông đây dành cho các người. Nếu như ông cứ còn giống như ông lớn ở đây mà khoa chân múa tay thì đừng có trách ông đây không khách sáo.
Điều kiện Hứa Tổng đưa ra lúc này đây thực sự hơi quá đáng, muốn trực tiếp hủy bỏ quyền kinh doanh của công ty Danh Dương, chỉ để công ty Danh Dương sản xuất hàng hóa là đủ rồi. Nếu đúng là như vậy thì chỗ đứng của công ty Danh Dương ở thành phố Đông Hải chắc chắn sẽ bị sụt giảm mạnh. Ví dụ như công ty Danh Dương hiện nay, vì chiếm thị trường quá lớn, bộ phận bán hàng của công ty hoàn toàn không đủ, vậy nên mới muốn kêu gọi thêm nhiều đại lý. Tuy nhiên, những người cung cấp dịch vụ đại lý này không có quyền đại lý, quyền hành đều nằm trong tay công ty Danh Dương, vì vậy những người này mới sợ công ty Danh Dương như vậy. Nói một cách dễ hiểu, bất kể bạn làm tốt đến đâu, công ty Danh Dương vẫn có thể ngăn cản không cho bạn làm đại lý. Nhưng nếu quyền hạn đại lý được giải phóng, cục diện này có thể thay đổi. Khi đó, sẽ không ai coi công ty Danh Dương ra gì nữa. Ông ngầu cái gì mà ngầu, đồ mà ông sản xuất ra mà tự mình lại không thể bán được sao? Muốn bán được hàng thì chỉ có thể dựa vào những người như họ. Và những người này nếu muốn mở rộng hay giảm bớt quyền đại lý thì không còn phải thương lượng với công ty Danh Dương nữa mà chỉ cần đàm phán trực tiếp với những người có quyền đại lý. Đây là thủ đoạn thâm độc nhất, trực tiếp lấy đi vũ khí lợi hại nhất của công ty Danh Dương. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Bích Quân vẫn không tức giận, vẫn giữ thái độ nhu nhược của phụ nữ, chúng tôi không thể chấp nhận điều kiện này, Hứa Tổng, ông có thể làm nhẹ tay được không? Ít nhất, cũng phải để lại cho chúng ta một số quyền đại lý, phải không? Hả, Thẩm Tổng, cô đùa gì thế, vừa rồi những gì tôi nói đã rõ ràng như thế, cô vẫn u mê không tỉnh ngộ sao? Các sản phẩm của công ty Danh Dương của cô đã chiếm quá nhiều thị trường. Trong tình hình như vậy, công ty cô nên chuyển đổi thành một nhà máy. Cô còn muốn quyền đại lý sao? Vậy hay là cô cầu xin tôi đi, tôi sẽ xem xét, cho anh 1% quyền đại lý, thế nào? Hứa Tổng nói với một nụ cười chê y môi, tất nhiên, đó chỉ là 1% quyền đại lý đối với một trong các sản phẩm thôi. Chương 1022, ông đi đi. Bộ dạng kiêu căng của Hứa Tổng như thể mọi quyền hành đại diện của công ty Danh Dương đã nằm dưới tay ông ta vậy. Ông ta cười chế giễu, vẻ mặt đắc ý nhìn Thẩm Bích Quân, Thẩm Tổng à, cô cầu xin tôi đi, tôi có thể tốt bụng để tự cô chọn một sản phẩm mới. Tôi cho cô 1% quyền đại diện, còn quyền quyết định sản phẩm nào thì tôi có thể để cô tự chọn, như vậy không phải rất hào phóng sao? Nghe Hứa Tổng nói vậy, cả đại sảnh lập tức vang lên một tràng cười vang. Bắt nạt người khác quá rồi đấy. Nhưng những người này không nghĩ công ty Danh Dương có gì phải đồng tình, nếu không họ sẽ không đến nỗi bật cười như thế. Bọn họ chỉ cảm thấy Hứa Tổng này bắt nạt người quá. Còn công ty Danh Dương cũng quá dễ bị bắt nạt. Nếu dễ bị bắt nạt như vậy thì họ cũng hùa theo bắt nạt cho vui. Ha ha, Thẩm Tổng, không thì cô cầu xin chúng tôi đi. 1% quyền quản lý cũng không ít đâu, một tháng cũng có thể bán được vài trăm chiếc mặt nạ, có thể đủ nuôi một người đấy. Các cô tuyển một người làm giám đốc bộ phận kinh doanh, như vậy bộ phận kinh doanh của các cô có thể được giữ lại, tốt biết bao. Đúng vậy, hơn nữa các cô còn có quyền tự ý lựa chọn sản phẩm mới, nếu đã quyết định xong, không chừng một tháng có thể bán được 1.000 cái mặt nạ đấy. 1.000 mặt nạ có thể kiếm được hơn 10.000 tệ, quả thật đủ nuôi một người rồi. Nguồn thu nhập khác thì công ty Danh Dương phải nhìn sắc mặt của những người này, mấy người này giúp bán được bao nhiêu mặt nạ thì họ có thể kiếm được bấy nhiêu tiền. Mọi người đều bắt đầu mặc sức vui vẻ, hoàn toàn không để ý Chu Dương ở một bên im lặng cúi đầu. Thế nào Thẩm Tổng, cô có hài lòng với điều kiện này không? Như vậy là tôi đã nể mặt cô lắm rồi đấy, Hứa Tổng nói với Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân lắc đầu không nói gì. Vì cô đã nói xong rồi, tiếp theo nên đến lượt Chu Dương. Lúc này bỗng vang lên một điệu cười sảng o á yêu ta khác thường. Tiếng cười này vang lên rất đột ngột, đã lấn át hết tiếng cười của những người khác. Mọi người trở nên yên lặng, tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười đó. Chẳng mấy chốc, tiếng cười của họ bỗng dừng im bặt, đại sảnh lại rơi vào im lặng lần nữa, chỉ còn lại tiếng cười rất vang vọng. Là Chu Dương. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kinh hãi, tại sao lại quên mất còn tên ác ma này nữa? Hứa Tổng thẹn quá hóa giận, sao ông ta không nghe ra tiếng cười của Chu Dương là đang cười nhạo ông ta chứ? Chu Dương ngẩng đầu, cuối cùng lại ngửa mặt cười ha ha, dường như thật sự nghe được chuyện gì thú vị suýt nữa cười đến nghẹt thở. Hứa Tổng không nhẫn nhịn được nữa, tức giận nói, Chu Tổng, cậu có ý gì? Chúng ta đang họp rất nghiêm túc, cậu cười như vậy có ý gì?
cậu thấy rất buồn cười sao? Chu Dương bỗng ngưng cười, nheo mắt nhìn Hứa Tổng, họp nghiêm túc ư. Vừa rồi không ít người cũng cười đấy sao, sao tôi không thể cười chứ? Chu Dương hỏi ngược lại. Hứa Tổng nghẹn lời, lại vội giải thích tất cả chúng ta đều cười đó là vấn đề bầu không khí, nhưng không ai trong chúng tôi bỗng bật cười giống cậu cả, còn cười lớn tiếng như vậy. Rõ ràng cậu đang làm loạn, tôi thực sự nghi ngờ công ty Danh Dương các cậu rốt cuộc có thành ý hay không đây. Hứa Tổng thẹn quá hóa giận nói. Các người cười là để làm sôi nổi bầu không khí, còn tôi cười thì bảo đang làm loại. Được thôi, tôi cũng không tính toán với ông chuyện này, điệu cười của tôi quả thật không giống với các người. Bởi vì tôi cảm thấy mình nghe được chuyện rất buồn cười, đừng tính toán chuyện này nữa. Chu Dương thế mà cũng nhận thua trước sao? Hứa Tổng hơi hoảng hốt, nhìn Chu Dương. Ông ta nghĩ, Chu Dương có kiêu ngạo cỡ nào thì cũng chỉ là một người dưới quyền của Thẩm Bích Quân mà thôi. Thẩm Bích Quân đã chịu nhận thua thì Chu Dương anh nhận thua cũng không có gì kỳ lạ. Do đó ông ta yên tâm, nói tiếp, vậy được thôi, vì thành ý của Chu Tổng, tôi sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt, không nói về chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện quan trọng. Dù sao tôi cũng rất bận. Hứa Tổng sửa lại cà vạt, ra vẻ đắc ý nhìn lướt qua mọi người trong phòng hội nghị. Ông ta là người đánh bại Thẩm Bích Quân và Chu Dương, là người ngầu nhất trong căn phòng này. Nếu bận thì ông mau đi đi, đừng làm lỡ chuyện của ông. Chu Dương bỗng lên tiếng. Vẻ mặt Hứa Tổng khẽ thay đổi, bận thì có bận nhưng đây cũng là chuyện quan trọng, nên giải quyết chuyện ở đây trước. Đừng giải quyết nữa, có việc bận thì ông cứ đi trước đi, Chu Dương thúc giục. Cậu có ý gì, Chu Tổng, Hứa Tổng tức giận. Tên nhóc này không hiểu tiếng người sao. Việc bận tôi vừa nói chỉ là lời ngụy biện để tỏ vẻ oai phong thôi, cậu cứ phải nhắm vào tôi không buông vậy sao? Không giải quyết chuyện ở đây, tôi cũng không có tâm trạng để làm việc khác cho nên Chu Tổng, cậu đừng ngắt lời nữa được không? Hứa Tổng vô cùng tức giận nói, nếu cậu thực sự để ý đến thời gian của tôi, vậy thì hãy tập trung vào để nhanh chóng kết thúc cuộc họp đi. Chu Dương hơi cạn lời. Đại ca à, ai để ý đến thời gian của ông chứ? Ông mới đúng là không hiểu tiếng người đó. Ông vẫn không hiểu tôi đang có ý đuổi ông đi à? Sao đến lúc này rồi mà ông vẫn có thể bày ra dáng vẻ ngạo nghễ kia vậy? Xem ra với những người ngu ngốc như ông thì phải nói thẳng mới được. Chuyện ở đây không cần ông giải quyết nữa, ông đi đi. Chu Dương nói thẳng, bây giờ không phải là vấn đề ông có đồng ý đi hay không mà là tôi đang đuổi ông đi đấy, ông có hiểu không? Chu Dương cười nhạt ngồi chê y ghế. Ánh mắt lạnh lùng nói, công ty Danh Dương chấm dứt mọi hợp tác với công ty của ông, mau cút khỏi đây. Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt cho Hứa Tổng tỉnh táo. Hóa ra ông ta xong đời rồi. Chuyện này giống hệt với Lý Trường Hà lúc trước. Không thể được. Không có sự hỗ trợ của công ty Danh Dương, ông ta xem như là phá sản. Xe sang, biệt thự của ông ta, còn một nhà già trẻ đều sống dựa vào thứ này. Hứa Tổng lập tức lo lắng, Chu Tổng, đừng, cậu không thể làm vậy. Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, sao cậu có thể làm như vậy chứ? Tôi làm vậy đấy, ông có thể làm gì tôi, khóe miệng Chu Dương nhếch lên, nhìn Hứa Tổng, sao vậy? Không thể chấp nhận được à? Không thể chấp nhận được việc ông cầu xin tôi à? Nếu ông cầu xin tôi, có lẽ mỗi tháng tôi có thể cho ông 1/10.000 quyền đại diện đấy. Cho ông 1/10.000 quyền đại diện cũng không có nghĩa là công ty Danh Dương chấm dứt mọi hợp tác với ông. Nhưng cuộc họp lần này, ông vẫn không có quyền lên tiếng, ông nên cút khỏi đây đi. Chương 1023, Hứa gia hỗn loạn. Có thể nói thái độ của Chu Dương hoàn toàn trái ngược với Thẩm Bích Quân. Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố diễn xuất ở đó, mục đích là diễn cho những người cùng chung ngành nghề này xem. Dưới khí thế của Chu Dương, Hứa Tổng vô cùng kiêu ngạo đó lại bị đuổi khỏi phòng hội nghị. Sau đó, những người khác lại dùng mình run rẩy, nỗi sợ hãi từng bị Chu Dương chi phối lại hiện ra trong đầu. Lúc này Thẩm Bích Quân lên tiếng, thật xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi. Nhưng chúng tôi không thể đồng ý với điều kiện Hứa Tổng đưa ra nên chuyện này không thành cũng hợp tình hợp lý. Tôi mong điều kiện mọi người đưa ra tiếp theo đây, là điều kiện chúng tôi có thể thực hiện được. Tôi đảm bảo chỉ cần là điều kiện hợp lý, công ty Danh Dương chúng tôi nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng. Lời nói của Thẩm Bích Quân như âm thanh cứu rỗi những người này ra khỏi áp lực đáng sợ của Chu Dương.
Bọn họ lại nghĩ công ty danh Dương, nói trắng ra là do Thẩm Bích Quân quyết định. Mặc dù Chu Dương có tiếng nói rất lớn nhưng dù sao cũng không phải là người có tiếng nói lớn nhất. Thẩm Bích Quân lại là người cực kỳ dễ bị bắt nạt, là người có thể đàm phán. Nhưng hiện giờ, về cơ bản cũng không có kẻ ngu ngốc nào cố ý ăn hát yêu ta Thẩm Bích Quân mà đưa ra điều kiện quá đáng nữa. Bên cạnh cô còn một người đáng sợ đang nhìn đấy. Thế nên cảnh tượng tiếp theo trở nên bình thường hơn rất nhiều. Đa số đều đưa ra ý kiến bởi vì họ nghĩ vẫn có thể nói chuyện với Thẩm Bích Quân. Nhưng cũng không ai đưa ra ý kiến gì quá đáng, vì ai cũng biết chuyện này không phải là trò đùa. Trước mặt một bạo chúa như Chu Dương, khi bạn đưa ra một vài yêu cầu quá đáng thì anh sẽ không cho bạn cơ hội giải thích. Thẳng thừng bảo bạn cút khỏi đó. Ngay cả khi thói quen thương lượng cơ bản là đầu tiên nên đưa ra yêu cầu cao một chút, sau đó đợi Thẩm Bích Quân và Chu Dương bàn bạc giá cả. Nhưng Chu Dương sẽ không trả giá đâu, anh sẽ bảo bạn cút ngay. Cho nên mỗi người trước khi đưa ra ý kiến gì đều phải cân nhắc cẩn thận, xem yêu cầu thế này có lợi cho mình, sau đó xem xét yêu cầu đó không khiêu khích giới hạn cuối cùng của công ty danh Dương. Bầu không khí của phòng hội nghị lúc này mới thực sự hài hòa, mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà đây cũng là tình thế mà Chu Dương và Thẩm Bích Quân hy vọng nhất. Không có ai làm loạn, cuộc họp này diễn ra rất thuận lợi, không lâu sau cuộc họp kết thúc, cũng đã xác định được phương án hợp tác cuối cùng. Công ty danh Dương phân chia 50% quyền đại diện cho mọi người trong ngành. Đó không phải là 50% quyền quản lý sản phẩm thế hệ đầu tiên mà là sản phẩm thế hệ thứ ba. Như vậy, trên cơ bản mỗi công ty đều có thể nhận được quyền quản lý đáng kể. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, họ đều có thể đảm bảo mình lấy được sản phẩm của công ty danh Dương. Còn công ty danh Dương sở hữu một nửa quyền quản lý. Vì công ty danh Dương chiếm lĩnh một thị trường khá lớn, mỗi ngày đều tiêu thụ được 100.000 chiếc mặt nạ, nên đừng nghĩ rằng công ty danh Dương không đủ khả năng. Thật ra lượng tiêu thụ mỗi ngày mà bộ phận kinh doanh của công ty danh Dương tiếp nhận cũng khoảng 30%, đây đã là cực hạn mà bộ phận tiêu thụ có thể chịu được. Như vậy, mỗi sản phẩm công ty danh Dương cũng phải đưa ra 20% quyền quản lý, còn 20% này đưa cho ai thì do công ty danh Dương quyết định. Chẳng bao lâu cuộc họp đã kết thúc, Chu Dương và Thẩm Bích Quân hài lòng rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, lúc đi ngang qua cửa, hai người phát hiện bảo vệ đã đổi người. Có điều Chu Dương không hề để tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Thông thường sau khi tham gia xong cuộc họp, họ còn phải quay về công ty để mở một cuộc họp khác. Dù sao hai người đại diện công ty đưa ra quyết định trọng đại như vậy thì cũng nên thông báo với các quản lý cấp cao của công ty, sau đó điều chỉnh hướng phát triển tiếp theo của công ty danh Dương. Nhưng hai người vẫn chưa đến công ty danh Dương thì bên Hứa Gia đã gọi đến. Người gọi cho Chu Dương là vị phu nhân đó. Chu Dương tiên sinh phải không? Giọng nói đầy sức quyến rũ của phu nhân vang lên khiến Chu Dương ngứa ngáy, không khỏi liếc nhìn Thẩm Bích Quân bên cạnh. Ừ, là tôi. Chu Dương nuốt nước bọt nói. Chu Dương tiên sinh, chuyện là vậy, tôi là vợ của Hứa Linh Thạch, phu nhân nói. Hứa Linh Thạch, Chu Dương hơi sửng sốt, không nhớ ra đó là ai. Anh có qua lại với Hứa gia thời gian dài nhưng anh không có ấn tượng gì với cái tên Hứa Linh Thạch. Bà cứ nói đi, có việc gì, Chu Dương nói. Ông ta là ông già bị anh bắt giữ. Ban đầu, Hứa Thánh Linh sai Hứa Linh Ngọc và Hứa Linh Thạch đến bắt cóc mẹ của Chu Dương nhưng lại bị Chu Dương bắt được khi đang hành động. Trong đó Hứa Linh Ngọc bị Chu Dương đánh chết ngay tại chỗ, còn Hứa Linh Thạch đã bị Chu Dương bắt lại. Lần trước một mình Chu Dương đến Hứa gia, lúc về còn nói với Hứa gia nhớ đến tìm mình chuộc người về. Xem ra cuộc gọi này chắc là để chuộc người. Chuộc người à, tất nhiên có thể nhưng Hứa gia các người định lấy cái gì để chuộc đây, Chu Dương lười biếng hỏi. Thật ra anh đã không để tâm đến lão già tên Hứa Linh Thạch đó. Bởi vì anh đã không còn để ý đến Hứa gia, huống gì chỉ là một ông già tay chân bị tàn phế. Thế nên anh vẫn rất vui vẻ khi thấy Hứa gia đến chuộc người, anh có thể nhân cơ hội này để chọc tức Hứa gia. Xin lỗi Chu Dương tiên sinh, cậu muốn gì, thứ lỗi cho chúng tôi bây giờ không thể đưa ra thứ gì đáng tiền cả. Phu nhân lại nói, nếu cậu muốn thứ khác, có lẽ chúng tôi vẫn có thể nghĩ cách. Chẳng hạn như phụ nữ cũng được, chúng tôi vẫn có vài người. Chu Dương nhất thời không phản ứng kịp. Có ý gì? Hứa ra hết tiền rồi à? Mình chỉ có thể đưa ra điều kiện khác nhưng đừng bảo họ đưa thêm tiền. Hứa ra xảy ra chuyện gì vậy?
Rốt cuộc bọn họ có muốn chuộc người không? Thật ra Chu Dương không biết Hứa gia hiện giờ và Hứa gia lúc trước anh một mình đến kia đã tách ra thành hai. Lúc anh rời khỏi Hứa gia, cả Hứa gia bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn, hơn nữa xảy ra thay đổi lớn một cách nhanh chóng. Bây giờ thứ đồ cổ xưa này đã trở nên vô cùng mục nát thối rữa. Vào ngày Chu Dương rời đi, Hứa Thánh Linh mặc kệ sự can ngăn của cả nhà, đã kéo phu nhân của Hứa Linh Thạch vào phòng của mình ngay trước mặt mọi người. Chuyện này giống như một ngòi nổ, một hòn đá khuấy động lên hàng ngàn tầng sóng dẫn đến việc chia rẽ Hứa gia. Chương 1024, Hứa Linh Thạch ấm ức. Trước đây, Hứa gia đã từng chia rẽ một lần. Hơn 20 năm về trước, một cuộc chia rẽ quy mô lớn đã diễn ra trong nội bộ Hứa gia, cũng chính là gia chủ của Hứa gia bây giờ và người dẫn đầu của nhánh phụ Hứa gia. Bây giờ, nhánh chính vốn đã thối giữa đó lại một lần nữa xảy ra chuyện chia rẽ. Vào cái đêm Chu Dương rời đi, Hứa Thánh Linh đã đưa vị phu nhân kia vào phòng của mình mặc cho mọi người ngăn cản. Trong nhánh chính Hứa gia, tất cả những người có chữ Linh trong tên của họ đều thuộc loại địa vị được kính trọng. Chữ Linh có nghĩa là thông suốt với thần Linh, họ đều là những trụ cột của Hứa gia. Mặc dù Hứa Linh Ngọc và Hứa Linh Thạch một người chết một người bị tàn phế, thậm chí cái người bị tàn phế kia còn bị Chu Dương bắt giữ, nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ bọn họ. Hứa Thánh Linh không thèm quan tâm đến mọi thứ mà đưa vợ của ông ta vào phòng trước mặt mọi người, điều này khiến những người ủng hộ Hứa Linh Thạch xảy ra xung đột trực tiếp với những người ủng hộ Hứa Thánh Linh. Đêm hôm đó, khi Hứa Thánh Linh đang trong vui vẻ, cũng chính là khi ánh mắt của vị phu nhân kia đã mất đi mọi cảm giác, như một cái xác không hồn, thì các đệ tử của Hứa gia cũng đang đánh nhau ở bên ngoài. Trận chiến xảy ra hơi đột ngột nên cũng rất hỗn loạn. Ngày thường những đệ tử của Hứa gia này vốn chưa từng nghĩ tới việc đánh thành nhóm như vậy, hoàn toàn không biết quy tắc gì, đánh nhau đến mức mắt ai cũng đỏ ngầu lên, nhìn thấy người nào là đánh người đó. Cuối cùng, người ở tầng lớp cao của Hứa gia đã phải ra tay ngăn chặn cuộc bạo động, còn Hứa Thánh Linh cũng đã bị người lôi ra từ trong phòng. Sau đó, hai bên thương lượng, chuyện này tạm thời không đề cập tới, trước mắt cùng nhau bình tĩnh lại rồi đàm phán sau. Chuyện này cũng được xem là một thời kỳ chiến tranh lạnh, cho nên theo một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Hứa gia lại lần nữa bị chia rẽ. Nếu như phải đàm phán, vậy thì bên phe vị phu nhân kia phải có một người dẫn đầu đứng ra làm chủ mọi chuyện mới đúng. Mà vị phu nhân kia cũng không thể làm được việc này, ngay cả bản thân bà ta cũng bị Hứa Thánh Linh đưa vào phòng làm nhục, nếu để bà ta đứng ra làm người dẫn đầu, e rằng không có sức mạnh uy hiếp ta. Về phần những người đứng về phe bà ta, nói trắng ra thì người bọn họ ủng hộ cũng chính là hai anh em Hứa Linh Thạch và Hứa Linh Ngọc mà thôi. Hứa Linh Ngọc chắc chắn đã chết, cho nên việc cấp bách hàng đầu lúc này của bọn họ là phải chuộc Hứa Linh Thạch quay về trước đã. Sau khi nghe lý do của vị phu nhân kia, Chu Dương thản nhiên cười, các người muốn đem lão già kia trở về để chủ trì mọi chuyện, e rằng ông ta đã không còn cái khả năng gánh vác được rồi. Lão già Hứa Linh Thạch kia vì để có thể đối phó lại Chu Dương, nên ông ta đã sử dụng một cú đấm làm tổn hại nghiêm trọng đến tuổi thọ của mình. Cú đấm đó không khiến Chu Dương bị thương, nhưng bản thân Hứa Linh Thạch đã trở thành kẻ tàn phế, hai tay hai chân đều đã bị hủy hoại, thậm chí không thể đứng dậy được. Muốn lão già này quay về và dẫn dắt bọn họ e rằng rất khó. Sau khi nghe Chu Dương thuật lại, vị phu nhân im lặng, ý của cậu là chồng tôi đã hoàn toàn trở thành một người tàn phế ư. Đúng vậy, người chồng như vậy, bà còn cần nữa không? Chu Dương thẳng thắn nói thật, không hề lo lắng đến chuyện sẽ làm tổn thương trái tim của vị phu nhân. Vị phu nhân kia có đau lòng hay không thì cũng không liên quan gì đến anh, sao anh phải lo lắng chứ? Anh chỉ kể lại sự thật mà thôi. Nhưng không ngờ, vị phu nhân kia lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu Chu Dương, cậu Chu. Cậu đã đánh chồng tôi thành kẻ tàn phế, không phải cậu nên chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Giọng nói của vị phu nhân kia mang theo sự tức giận. Bà ta tức giận và đau lòng cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao chồng bà ta đã mất tích lâu như vậy, khó khăn lắm mới nghe được tin vẫn còn sống, nhưng cuối cùng lại là người tàn phế, chuyện này dù cho đổi thành ai thì họ cũng khó mà chấp nhận nổi. Bà ta buồn thì có buồn, nhưng lại đổ trách nhiệm này lên người Chu Dương. Vậy thì bà ta là người không đúng. Dù sao lão già này cũng đã tàn phế rồi, cậu muốn giữ thì giữ, nếu không muốn giữ thì trở về tôi sẽ ném ông ta xuống sông. Chu Dương không kiên nhẫn nói, đừng cố đổ trách nhiệm lên đầu tôi,
lão già của nhà các người nói trắng ra là ông ta tự làm mình tàn phế, không liên quan gì đến tôi. Chu Dương không phải kẻ ngốc, nên sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vị phu nhân đột nhiên cảm thấy xót xa, nhưng cho dù có xót xa như thế nào cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình, dù sao bà ta cũng không thể tìm đến Chu Dương khóc lóc om sòm được, điều quan trọng là dù bà ta có làm thế thì Chu Dương cũng không thèm quan tâm. Suy đi tính lại, cuối cùng vị phu nhân đó quyết định chuộc Hứa Linh Thạch trở về, dù cho là một kẻ tàn phế thì đó cũng chính là chồng của bà ta. Cậu đưa ra một cái giá đi, chút nữa tôi sẽ đưa chồng mình về, cậu nói xem cậu muốn gì, vị phu nhân đó nói thẳng, bởi vì bây giờ chúng tôi đã tách ra khỏi Hứa gia rồi, nếu như cậu nói muốn tiền, thì có lẽ chúng tôi không thể chi trả được, có điều trong tay chúng tôi còn có một vài tông sư võ giả, có thể giúp cậu làm một số việc. Bây giờ bên phe của vị phu nhân đã tách khỏi Hứa Thánh Linh, do đó toàn bộ tiền của Hứa gia, bọn họ không thể lấy được một đồng nào, nhưng những tông sư võ giả ủng hộ bọn họ lại có tận khoảng 10 người, lực lượng như vậy nếu đặt ở một nơi nào đó của thành phố Đông Hải thì đều có thể gọi là khủng bố. Chỉ có điều, những thứ này đều không có giá trị lớn với Chu Dương. Chu Dương suy nghĩ một lát, nếu như không lấy tiền, thì Hứa gia thực sự không có thứ gì có thể thỏa mãn được anh. Dứt khoát không cần cái gì nữa, thế này đi, bà đưa lão già của bà trở về trước, còn về yêu cầu gì, thì cứ chờ tôi suy nghĩ rồi nói sau. Cứ xem như bà nợ tôi một yêu cầu. Nợ một yêu cầu, không ai biết yêu cầu này là gì. Có lẽ là một yêu cầu rất quá đáng, thậm chí vị phu nhân đó phải hy sinh bản thân mình. Bà ta biết chỉ cần đồng ý, thì sau này dù Chu Dương có đưa ra yêu cầu gì, bà ta cũng sẽ không thể từ chối, lý do rất đơn giản. Bà ta không có quyền từ chối trước mặt Chu Dương. Nhưng bà ta vẫn đồng ý. Bởi vì nếu bà ta không đồng ý thì cũng không còn cách nào khác. Sau đó Chu Dương nhắc nhở Ngưu Xuyên, nếu lát nữa có người đến đón Hứa Linh Thạch thì cứ giao ông ta cho bọn họ đưa đi. Ngưu Xuyên không hỏi lý do liền đồng ý ngay. Không lâu sau, Hứa Linh Thạch đã được vị phu nhân đó đón đi. Khi vừa nhìn thấy vị phu nhân đó, nét mặt của Hứa Linh Thạch đầy vẻ không dám tin hỏi, vợ, sao bà cũng đến đây rồi, cái tên khốn kiếp Chu Dương cũng bắt bà đến đây ư. Ngay cả bà cũng bị cậu ta bắt lại, lẽ nào toàn bộ Hứa gia đã rơi vào tay cậu ta? Hứa Linh Thạch buồn bã nói. Ông ta ở chỗ Chu Dương đã lâu như vậy, mỗi ngày đều tưởng tượng Hứa gia có thể đánh bại Chu Dương, sau đó sẽ cứu ông ta về. Nhưng chờ đợi mãi, cuối cùng người đến lại là vợ của ông ta. Điều này khiến ông ta nghĩ rằng Hứa gia đã sụp đổ thật rồi. Sau này gia tộc của bọn họ cũng không còn cơ hội chuyển mình được nữa. Vị phu nhân đó lắc đầu, rồi kể lại một lượt toàn bộ nguyên nhân và sự việc xảy ra trước đó. Trong đó còn bao gồm cả chuyện bà ta bị Hứa Thánh Linh bắt vào phòng làm nhục. Dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật, không thể che giấu được, cho nên nói ra sự thật còn hơn. Sau khi Hứa Linh Thạch nghe xong, ông ta còn suy sụp và sửng sốt hơn trước. Chương 1025, quyết định của Hổ gia. Ông ta đã làm việc chăm chỉ cống hiến cho Hứa gia, thậm chí mất phần đời còn lại của mình vì Hứa gia. Kết quả thì sao? Hứa gia đã đối xử với ông ta như thế nào? Anh họ của ông ta Hứa Thánh Linh bây giờ là gia chủ của Hứa gia chẳng những không quan tâm đến việc ông ta bị mất tích, cũng không tổ chức lực lượng đi tìm kiếm ông ta, mà còn kéo vợ của ông ta vào phòng làm nhục. Lúc này, Hứa Linh Thạch thật sự suy sụp. Giống như cả cơ thể của mình đều bị chó nhai. Hứa Thánh Linh, đồ xúc sinh, Hứa Linh Thạch yếu ớt gầm lên. Nhưng đáng tiếc ông ta không thể làm được gì khác ngoài việc gầm lên như vậy. Bởi vì tay chân của ông ta đều đã bị tàn phế rồi. Tôi không thể tha cho ông ta, dù vậy ông ta vẫn căm phẫn nói. Ồ, vẫn chưa đi sao, hai vợ chồng các người cũng lâu rồi không gặp nhau. Ở đây nói chuyện anh em tình cảm thế, dù có gấp như thế nào thì cũng nên về nhà rồi làm tiếp, lúc này một giọng nói giễu cợt vang lên. Là Chu Dương. Sau khi nhận được cuộc gọi từ phía vị phu nhân kia, anh rời khỏi biệt thự của Thẩm Bích Quân, vội vàng đi đến chỗ Ngưu Xuyên quản lý. Mục đích là để xem trạng thái của Hứa Linh Thạch như thế nào, Chu Dương muốn biết thái độ của Hứa Linh Thạch đối với Hứa gia ra sao. Đúng như anh dự đoán, Hứa Linh Thạch rất căm hận Hứa gia. Đây cũng là chuyện bình thường, Hứa Linh Thạch đã bán phần lớn sinh mệnh của mình cho Hứa gia, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này,
nếu không Hận Hứa ra thì chắc là gặp phải quỷ. Chu Dương khoanh tay dựa vào cửa lười biếng nói, được rồi, đừng than vãn ở đây nữa, tôi có thể bảo vợ của ông tới đón ông rời đi, nhưng phải có điều kiện. Cái gì, Chu Dương, ý của cậu là gì? Hứa Linh Thạch sửng sốt, sau đó lại nổi giận, Chu Dương, lẽ nào cậu cũng muốn ra tay với vợ của tôi? Hứa Linh Thạch nhìn Chu Dương, rồi lại nhìn về phía vị phu nhân ở bên cạnh, vẻ mặt không tin nổi. Ông ta vẫn không để ý đến chuyện này, Hứa gia đã sụp đổ thành như vậy, đã không còn là đối thủ của Chu Dương được nữa, tại sao, vợ của mình lại có thể đến đón mình rời đi được? Hóa ra là Chu Dương có một yêu cầu. Yêu cầu này là gì? Trong tiềm thức của ông ta nghĩ rằng vợ của ông ta hẳn đã hứa với Chu Dương điều gì đó. Chẳng hạn như chuyện Chu Dương cũng muốn đưa vợ của ông ta vào phòng rồi làm nhục bà ta. Đây là chuyện ông ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, Chu Dương, cậu không biết xấu hổ. Hứa Linh Thạch tức giận hét lên. Chu Dương sửng sốt không nói nên lời. Vợ của ông ta đã gần 40 tuổi rồi, mặc dù bà ta trông như một phu nhân cao quý, vẫn được bảo dưỡng rất tốt, nhưng ông đây cũng không đến mức nảy sinh hứng thú với bà ta. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với vợ ông. Chu Dương vội nói, còn yêu cầu gì thì bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, tôi cảm thấy vẫn nên đợi ông tìm Hứa Thánh Linh trả thù xong rồi mới quyết định thì hơn. Bây giờ muốn các người đưa tiền thì các người cũng không có, mà ngoài tiền ra thì tôi thấy rằng các người cũng chả có thứ gì khiến tôi cảm thấy hứng thú cả, cho nên các người nhất định phải giành được chiến thắng, đánh bại được Hứa Thánh Linh, chiếm lại Hứa gia. Câu nói này của Chu Dương chứa đựng đầy ẩn ý. Đánh bại Hứa Thánh Linh, tôi đã thành ra vậy rồi. Còn có thể lấy gì mà đánh bại Hứa Thánh Linh được chứ, chờ đã, cậu có ý gì? Nghe Chu Dương nói vậy, lúc đầu Hứa Linh Thạch cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù ông ta rất ghét Hứa Thánh Linh, cũng đã mắng nhiếc ông ta những lời độc ác nhất. Nhưng chê y thực tế, bản thân ông ta cũng không nuôi hy vọng có thể đánh bại Hứa Thánh Linh. Lấy gì để đánh bại ông ta đây? Hứa Thánh Linh là gia chủ của Hứa gia. Trong tay ông ta có vô số nguồn tài nguyên. Hơn nữa phần lớn đệ tử của Hứa gia cũng đều ủng hộ Hứa Thánh Linh, điều này khiến Hứa Linh Thạch càng không có cơ hội. Nhưng ông ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tại sao Chu Dương lại nói muốn ông ta đánh thắng? Chẳng lẽ Chu Dương không hiểu rằng ông ta không thể thắng sao? Hay là, câu này của anh còn có mục đích gì? Chu Dương sẵn sàng giúp ông ta đánh bại Hứa Thánh Linh ư? Hứa Linh Thạch sốt sáng nhìn Chu Dương, nếu như Chu Dương bằng lòng ra tay. Vậy thì ông ta thật sự vẫn còn cơ hội trả thù. Nhưng Chu Dương lại lắc đầu, đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Chu Dương khẽ nhích sang một bên, từ phía sau anh lại có một người bước ra. Hổ gia. Hổ gia cũng được Chu Dương gọi đến. Giống như Chu Dương, ông ấy cũng đã đến được một lúc và đã biết được toàn bộ quá trình của cuộc xung đột giữa Hứa Linh Thạch và Hứa Thánh Linh. Ngay khi ông ấy vừa xuất hiện, ông ấy đã mỉm cười chào Hứa Linh Thạch, cậu Linh Thạch, đã lâu không gặp. Hứa Linh Thạch sững sờ, nhìn chằm chằm vào Hổ gia một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận ra Hổ gia là ai. Thực ra không nhận ra cũng là điều bình thường, bởi vì năm đó Hổ gia rời Hứa gia, ông ấy vẫn chỉ là một thanh niên trẻ mà thôi. Nhìn chằm chằm Hổ gia một hồi lâu, Hứa Linh Thạch lắc đầu, cau mày hỏi cậu là ai? Tôi là Tông Hổ, Hổ gia thản nhiên mỉm cười rồi nói. Tông Hổ, Hứa Linh Thạch lại cau mày, sau đó trợn to hai mắt, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ không dám tin nói, cậu là, Hứa Tông Hổ ư. Hổ gia mỉm cười gật đầu, đi tới chỗ ông ta, đúng vậy, không nhận ra tôi à. Hứa Linh Thạch sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười. Ông ta cũng đã hiểu sơ lược ý của Chu Dương. Rất rõ ràng, Hổ gia và Chu Dương đang cùng phe với nhau. Nếu ông ta muốn trả thù, thì ông ta hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của Hổ gia. Đồng thời ông ta cũng biết rằng, Hổ gia chắc hẳn cũng muốn trở về Hứa gia, nếu như vậy, thì ông ta cũng có thể giúp đỡ được rất nhiều. Vì vậy, lúc này ông ta phải đối xử tốt với Hổ gia một chút, ồ, hóa ra là Tông Hổ, cậu thấy đấy đôi mắt mờ này của tôi lại không nhận ra được cậu. Nhánh phụ của các người vẫn tốt chứ, những năm nay có ổn không? Cậu không biết đó thôi, từ khi các người rời khỏi Hứa gia, tôi vẫn luôn nhớ đến các người. Hứa Linh Thạch nói dối trắng trợn, ai cũng biết chuyện này là giả, nhưng cũng không sao cả. Dù sao ai cũng đến với nhau vì lợi ích cả thôi, chỉ cần tùy ý nói một vài lời dễ nghe là được rồi,
cần thiết phải tính toán nghi ngờ là thật lòng hay giả dối sao? Hổ gia cũng cười đáp lại, rồi đến bên ông ta, tát thẳng vào mặt ông ta một bạt tai. Cái tát này khiến Hứa Linh Thạch sững sờ, vị phu nhân ở bên cạnh cũng nhìn ông ấy với vẻ sợ sệt. Chỉ có Chu Dương vẫn bình tĩnh, như đang xem một vở kịch hay. Hứa Linh Thạch nhìn chằm chằm Hổ gia một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hổ gia này không phải đến hợp tác với mình sao? Tát mình một cái là có ý gì? Lẽ nào cậu ta muốn giết mình trước? Biết tại sao tôi đánh ông không? Hổ gia thản nhiên nói. Hứa Linh Thạch ngây người lắc đầu, ông ta thật sự không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, theo như những gì tôi nhìn thấy, thì ông gặp phải kết cục như ngày hôm nay đều là do lúc đầu ông tự làm tự chịu. Lúc đầu, khi nhánh phụ của chúng tôi có tranh chấp với nhánh chính của Hứa Thánh Linh, ông là người duy nhất biết được toàn bộ sự thật, nhưng tại sao vẫn đứng về phía Hứa Thánh Linh? Ông đã trơ mắt đứng nhìn toàn bộ nhánh phụ của chúng tôi bị đuổi ra khỏi Hứa gia, bây giờ, ông vẫn còn mong tôi đến cứu ông sao? Chương 1026, chuyện cũ của Hứa gia. Vẻ mặt Hổ gia u ám, không rõ ông ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lúc này ông ấy có vẻ rất khó chịu. Điều này khiến Hứa Linh Thạch sợ hãi. Vốn dĩ ông ta đã rơi vào bước đường cùng, đắc tội với Hứa Thánh Linh thì cả nhà họ từ già đến trẻ, thậm chí cả những người ủng hộ ông ta, đoán chừng sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Bây giờ nhìn thấy Hổ gia, khó khăn lắm mới có được chút hy vọng, nhưng nhìn khí thế này, dường như Hổ gia hoàn toàn không có ý định giúp đỡ ông ta. Hứa Tông Hổ, cậu có ý gì? Lẽ nào cậu định dậu đổ bìm leo sao? Hứa Linh Thạch tức giận nói. Dậu đổ bìm leo, không, không. Không, Hổ gia lắc đầu, đừng hiểu lầm, hành vi của tôi đâu có thể coi là dậu đổ bìm leo được chứ, cùng lắm cũng chỉ là biết người biết ta, biết thân biết phận thôi. Ông còn nhớ chuyện 20 năm trước không? Hổ gia khẽ hỏi. 20 năm trước, cũng là thời điểm Hứa gia phân tách. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, một gia tộc khổng lồ như Hứa gia, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bị chia rẽ. Năm đó Hứa gia chia rẽ, nguyên nhân chính là do đấu đá nội bộ. Mẹ của Hứa Tông Hổ Hứa Thánh Nhã, năm đó là người có thể sánh ngang với Hứa Thánh Linh. Mặc dù là phụ nữ nhưng từ nhỏ bà đã có tài năng vượt bậc, vừa xinh đẹp giỏi giang, lại thông minh xuất chúng, hơn hẳn những người đàn ông tầm lứa tuổi. Vì là một người quá xuất sắc nên từ nhỏ đứa em trai Hứa Thánh Linh luôn ghen ghét đố kỵ với bà, sợ bà tranh giành mất vị trí gia chủ. Từ trước đến nay trong gia tộc ẩn giật rất hiếm khi có trường hợp người phụ nữ được ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng hiếm không có nghĩa là không có, đặc biệt trong hoàn cảnh Hứa Thánh Nhã có tài năng hơn người, còn Hứa Thánh Linh lại ngu muội đần độn. Năm đó Hứa lão gia một mực tin yêu con gái, dành mọi tình cảm và sự quan tâm cho bà ấy, nhưng lão gia cũng chưa từng đề cập đến việc sẽ truyền lại vị trí cho ai, điều này khiến Hứa Thánh Linh nảy sinh sự sợ hãi, sợ chị gái sẽ gây cản trở con đường trở thành gia chủ của mình. Thật ra lúc đó, Hứa lão gia ông ngoại của Hổ gia, có ý định truyền lại vị trí gia chủ cho con trai Hứa Thánh Linh, nhưng lại muốn quan tâm chăm sóc con gái Hứa Thánh Nhã nhiều hơn. Cũng bởi vì sự mập mờ không rõ ràng của ông ấy mới khiến cả nhà Hứa Thánh Nhã rơi vào tai họa. Hứa Thánh Linh sát hại mẹ của Hổ gia với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, sau khi sát hại, ông ta ném thi thể chị gái mình đến vùng ngoại ô hoang vu hẻo lánh. Người biết được chuyện này năm đó thực ra chỉ có mấy người Hứa Thánh Linh, bố Hổ gia và Hứa Linh Thạch mà thôi. Sự việc này náo loạn đến tai Hứa lão gia, hai người Hứa Thánh Linh và bố Hổ gia mỗi người một ý. Bố của Hổ gia bảo rằng Hứa Thánh Linh sát hại vợ mình, còn vứt thi thể ở vùng ngoại ô hoang vu. Còn Hứa Thánh Linh lại nói rằng tất cả những chuyện này đều do bố của Hổ gia thực hiện, mục đích là vu oan hãm hại ông ta. Dưới tình huống đó, Hứa lão gia không biết nên tin tưởng ai. Lý trí ông nói nên tin tưởng bố Hổ gia, bởi vì trong cảm nhận của ông, đứa con rể này vẫn luôn thấu tình đạt lý hơn, tính cách ngay thẳng nên sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cảm tính lại bảo ông rằng nên tin Hứa Thánh Linh, vì con trai của ông là một đứa trẻ rất ngây thơ ngoan ngoãn, căn bản không thể làm được chuyện này. Trong hoàn cảnh như vậy, lời nói của Hứa Linh Thạch có ý nghĩa rất quan trọng. Khi ấy, ông ta đã phản bội bố của Hổ gia, nói với Hứa lão gia rằng, toàn bộ chuyện này đều do bố của Hổ gia làm ra, mục đích chính là muốn vu oan giá họa cho Hứa Thánh Linh. Một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại hủy hoại cả gia đình Hổ gia. Hứa lão gia vô cùng giận dữ, trong cảm nhận của ông ta,
hình ảnh bố của Hổ gia đã biến thành một kẻ xấu xa nham hiểm, một tên khốn nạn có dã tâm khó lường. Vì hãm hại em trai của vợ mình mà có thể làm những chuyện như vậy, thật sự không thể tha thứ. Hứa lão gia truyền lệnh, bắt bố của Hổ gia vào nhà giam lạnh lẽo, suốt đời không được bước chân ra ngoài. Điều này tương đương với việc hủy hoại hoàn toàn cả gia đình Hổ gia, lúc này tất cả những người ủng hộ Hứa Thánh Nhã không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu đứng ra náo loạn, chính thời điểm đó, cuộc nổi loạn lớn nhất kể từ khi Hứa gia thành lập bùng nổ. Chê y thực tế, khi ấy, thế lực của bố Hổ gia bỏ xa thế lực của Hứa Thánh Linh, nhưng đáng tiếc là người chống lưng cho Hứa Thánh Linh lại là Hứa lão gia. Vào thời điểm đó bố của Hổ gia có trong tay lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn có thể giết chết Hứa Thánh Linh. Nhưng ông ấy không thể làm như vậy, nếu làm thế, Hứa lão gia sẽ liều mạng với ông ấy. Vì để giữ trọn chữ hiếu và dập tắt cuộc bạo loạn này, bố của Hổ gia lựa chọn tự sát. Ông ấy chết, Hứa lão gia lấy lại quyền lực, đuổi những người thề sống chết bảo vệ bố con Hổ gia ra khỏi Hứa gia. Do vậy mới hình thành nên cục diện ngày hôm nay. Về sau, Hứa Thánh Linh nghiễm nhiên trở thành gia chủ. Khi nói về những chuyện trong quá khứ, nét mặt Hổ gia rất lãnh đạm. Vẻ lãnh đạm ấy, thực ra là để che giấu một nỗi đau đớn khôn nguôi. Lãnh đạm là vì những lời này, những chuyện này, ông đã nhớ đến không biết bao nhiêu lần, bất kể chuyện này có ảnh hưởng thế nào, thì cảm xúc của ông đã tê liệt rồi, không còn để lộ ra bất cứ biểu cảm nào nữa. Nhưng dù ông ấy có biểu hiện lãnh đạm đến đâu, người khác vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ ẩn sâu trong ông, điều đó cho thấy sự việc này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hổ gia như thế nào. Khi ấy, ông mới chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi đầu. Ở vào thời tuổi trẻ nhiệt huyết, dễ ca yêu ta siết động, dễ bồng bột nhất, lại chứng kiến mẹ mình bị kẻ khác sát hại, bố thì tự sát. Mấu chốt là ông ấy không thể báo thù, bởi vì một phần gây nên những chuyện này, lại chính là ông ngoại của ông. Tâm trạng đó rốt cuộc ra sao? Không ai có thể tưởng tượng được. Thật ra hôm nay Hổ gia thực sự muốn liên thủ với Hứa Linh Thạch, nhưng sau khi gặp Hứa Linh Thạch, ông vẫn không nhẫn nhịn được mà đánh ông ta một bạt tai. Năm đó, sao lại phản bội bố tôi? Vì sao lại lừa gạt ông ngoại tôi? Hổ gia trầm giọng hỏi. Lúc này, Hứa Linh Thạch không nói lên lời, bởi vì, những chuyện đó quả thực do chính tay ông ta tạo nên. Về phần tại sao Hứa Linh Thạch lại làm vậy, lý do rất đơn giản, vì ông ta thuộc nhánh phụ Hứa gia, vĩnh viễn không thể trở thành gia chủ. Điều ông ta hy vọng nhất là nhánh chính suy tàn. Hứa Thánh Nhã hiển nhiên là một người ngay thẳng chính trực, Hứa Linh Thạch không mong muốn bà ấy tiếp quản Hứa gia, bởi nếu như vậy, nhánh phụ như ông ta sẽ lại không có cơ hội nào nữa. Chương 1027, chữa trị. Trái lại, Hứa Thánh Linh là một kẻ tiểu nhân, lòng dạ nhỏ nhen, thiển cận, đầu óc hạn hẹp, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ ham lợi ích trước mắt, trước nay chưa từng suy nghĩ cho đại cục. Một người như vậy dẫn dắt Hứa gia có thể không phải chuyện tốt. Nhưng người như vậy dẫn dắt Hứa gia lại là chuyện tốt đối với kẻ thuộc nhánh phụ như Hứa Linh Thạch. Thực tế đúng là như vậy, sau khi Hứa Thánh Linh lên nắm quyền thì chẳng làm nên trò trống gì, mọi chuyện đều phụ thuộc vào nhánh phụ như Hứa Linh Thạch, điều này dẫn đến địa vị của Hứa Linh Thạch ở Hứa gia đột ngột tăng vọt. Vì vậy lần này vợ ông ta xảy ra chuyện, Hứa gia mới náo loạn dẫn đến cục diện chia rẽ. Mọi thứ đều có nhân quả. Năm xưa Hứa Linh Thạch ủng hộ Hứa Thánh Linh lên làm gia chủ là có ý đồ, nhưng Hứa Thánh Linh này, cuối cùng cũng hại ông ta đủ khổ sở. Hổ gia nhìn chằm chằm Hứa Linh Thạch, nói đi, ông nói đi chứ, năm đó, vì sao muốn phản bội bố tôi? Bây giờ ông có hối hận vì lựa chọn của mình không? Hứa Linh Thạch nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu. Lúc ông ta vừa mới nhận ra Hổ gia, thì chưa nghĩ nhiều đến vậy. Bởi những chuyện cũ trong quá khứ ấy, ông ta đã quên gần hết rồi, trong đầu ông ta chỉ toàn là lợi ích. Miễn là cùng có lợi, thì đều là bạn bè. Theo ông ta thấy, hiện giờ lợi ích của ông ta và Hổ gia chắc chắn giống nhau. Ông ta thậm chí đã nghĩ sau này, khi lợi dụng Hổ gia đánh bại Hứa Thánh Linh xong, ông ta nên làm thế nào để loại bỏ Hổ gia, tự mình tiến vào Hứa gia, trở thành gia chủ chân chính của Hứa gia. Nhưng có vài thứ bạn từng làm, khi bạn quên mất, nhưng người khác lại không bao giờ quên. Đối diện với sự tức giận của Hổ gia, Hứa Linh Thạch cuối cùng cũng nhận ra tội lỗi mà mình từng gây ra. Ông ta lắc đầu, tất cả đều là báo ứng. Tông Hổ, tôi có tội, tội của tôi không thể tha thứ,
nếu cậu cảm thấy giết tôi có thể hả giận, vậy thì ra tay đi. Nếu cái chết của tôi có thể tiêu tan giận dữ của cậu, vậy xem như là tôi trả giá cho tội lỗi của mình. Khi ông ta nói lời này, người phụ nữ bên cạnh chợt lo lắng. Chuyện gì vậy? Bà ta đến cứu chồng mình, sao lại biến thành đưa tiễn lần cuối chứ? Bà ta vừa định nói, Hứa Linh Thạch lại khẽ lắc đầu với bà ta, đừng buồn, thực ra Tông Hổ nói rất đúng, cái mạng này của tôi 20 năm trước xem như là được nhặt lại. 20 năm trước, tôi đáng chết, làm ra chuyện hoang đường như vậy, lại vô liêm sỉ sống thêm 20 năm, đây vốn là sai lầm của tôi. Hơn nữa, dù Tông Hổ không giết tôi sống cũng không khác gì một kẻ tàn phế, cuộc sống chịu áp bức nhục nhã thế này, chỉ bằng chết đi cho xong. Quả thực, một tông sư võ giả lúc trước luôn được tôn sùng lại bị phế bỏ tay chân, thì thà chết còn thoải mái hơn. Nghe đến đây, người phụ nữ im lặng, vẻ mặt đau khổ. Nơi này không đến lượt bà ta lên tiếng, bà ta can ngăn thế nào cũng vô ích. Cuối cùng Hứa Linh Thạch nhìn Hổ ra, trong mắt tràn đầy vẻ giải thoát, nếu như cuối cùng có thể chết trong tay cậu, thật sự là tốt hơn gấp vạn lần chết trong tay Chu Dương. Chu Dương cạn lời, mấy người nói chuyện của mấy người, lôi tôi vào làm gì? Hổ gia cũng nhìn chằm chằm Hứa Linh Thạch một lúc, mãi lâu sau, ông bỗng nhiên mỉm cười. Ông tính toán tốt thật, bình an vô sự sống hơn 20 năm, cuối cùng chết đi là có thể chuộc tội sao? Không thể để ông dễ dàng như vậy được, bây giờ tôi sẽ không giết chú, nhưng tôi có một yêu cầu, nửa đời còn lại của chú, nhất định phải bán mạng cho tôi, cho Hứa gia, tôi muốn ông dùng nửa đời còn lại của mình để đền tội. Sự thất vọng lóe lên trong mắt Hứa Linh Thạch, ông ta đúng là định dùng cái chết của mình để chuộc tội, nhưng Hổ gia lại không dễ dàng đồng ý với ông ta. Đây cũng coi như là một phần báo ứng, ông ta nhắm mắt lại, được, tôi đồng ý với cậu, phần đời còn lại của tôi, nhất định sẽ dùng để chuộc tội. Tôi sẽ chân chính đứng ở góc độ của Hứa gia để nhìn nhận vấn đề, vứt bỏ hết tư lợi cá nhân. Ông ta đột nhiên khổ sở cười, nói, nhưng cậu cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Tôi đã là một kẻ tàn phế rồi, ở Hứa gia, tôi nhiều nhất cũng chỉ có chút ít tiếng nói, khả năng không giúp được nhiều cho cậu. Nếu cậu muốn tiến vào Hứa gia, có lẽ tôi có thể giúp cậu dẫn dụ 1/10 tông sư võ giả. 1/10 tông sư võ giả, cả Hứa gia hiện tại có 30-40 tông sư võ giả, 1/10 trong số đó, cũng chỉ khoảng 3-4 người mà thôi, nghe qua dường như rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì địa vị của Hứa Linh Thạch mặc dù được tôn sùng, người bằng lòng theo ông ta rất nhiều, nhưng mấy người đó, hầu hết đều là người năm xưa đã phản bội Hứa Thánh Nhã. Nếu Hứa Linh Thạch để những người đó đi theo mình thì có thể, nhưng Hứa Linh Thạch để bọn họ đi theo Hổ gia thì hoàn toàn không thể được, trừ khi đó là những người thân tín thật sự của Hứa Linh Thạch. Vì vậy, 3-4 tông sư võ giả đã là chuyện ông ta có thể dốc hết sức lực để làm rồi. Giá trị hiện tại của tôi quả thực quá ít, sợ là có cố gắng hết sức cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa cậu và Hứa gia. Hứa Linh Thạch cười gượng, nói. Hổ gia cười khẩy, chuyện đó không cần ông quan tâm. Hổ gia nhìn Chu Dương, hơi cúi người, Chu tiên sinh, phiền cậu rồi. Hổ gia vô cùng chân thành nói. Chu Dương nhún vai, không nói gì mà đi thẳng đến chỗ Hứa Linh Thạch. Hứa Linh Thạch thấy cảnh này hơi bối rối, đây là có ý gì? Chu Dương đi tới trước mặt ông ta, giơ tay chạm nhẹ vào hai chân ông ta. Cậu định làm gì? Hứa Linh Thạch vô thức kháng cự, lúc sau mới nhớ đến, tay chân đã bị tàn phế từ lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dương động tay động chân. Nhưng đồng thời ông ta cũng nghi ngờ, mình đã trở thành kẻ tàn phế rồi, Chu Dương còn có thể làm gì? Lẽ nào định chữa trị cho mình ư? Điều này không có khả năng, loại tổn thương vĩnh viễn này, sợ là đến bác sĩ nổi tiếng cũng bó tay, làm sao Chu Dương có thể chữa khỏi được? Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta mở to mắt kinh ngạc, bởi vì khi Chu Dương xoa nắn, hai chân ông ta lại dần dần có cảm giác trở lại. Chân khí của Hoàng đế võ giả, có thể hồi phục thân thể. Bởi vậy, vết thương vốn dĩ không thể cứu chữa của Hứa Linh Thạch, thật ra trong mắt Chu Dương, chẳng qua chỉ là lãng phí chút chân khí là có thể tùy tiện chữa khỏi. Chẳng mấy chốc, tay chân của ông ta đã được Chu Dương chữa trị lành lặn như cũ. Khi đứng chê y mặt đất, Hứa Linh Thạch vẫn chưa dám tin, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Sao cậu có thể làm được chuyện này? Hứa Linh Thạch kinh ngạc hỏi. Chu Dương nhún vai, khẽ cười, chuyện tôi có thể làm được còn nhiều lắm, chỉ là ông chưa từng thấy mà thôi.
chăm chú quan sát Chu Dương một lúc, Hứa Linh Thạch chậm rãi gật đầu, Chu tiên sinh quả là người tài giỏi xuất chúng. Hứa gia đối đầu với cậu, xem như là tìm sai đối thủ rồi. Chương 1028, trận pháp bảo vệ gia tộc. Tôi hiểu rồi, từ khoảnh khắc Hứa gia định ra tay với cậu cũng là lúc Hứa gia đã bắt đầu đi vào con đường diệt vong, Hứa Linh Thạch xúc động nói. Bây giờ trong mắt ông ta, Chu Dương giống như thần thánh, có thể dùng hai chữ toàn năng để hình dung. Ông ta không nghi ngờ bối cảnh của Chu Dương nữa bởi vì điều đó không hề có ý nghĩa gì. Bây giờ có một điều mà ông ta biết rõ nhất, Chu Dương tuyệt đối là một nhân tài hiếm có, anh không cần bối cảnh, chỉ dựa vào thiên phú đã có thể đánh bại Hứa gia. Vì thế kể từ lúc Hứa gia chú ý đến Chu Dương cũng đã định sẵn sẽ bị diệt vong. Chu Dương không hề tỏ thái độ đồng ý hay phản đối với quan điểm này, nhưng anh bổ sung một chút, có thể tôi thực sự là một trong những nhân tố làm gia tăng tốc độ diệt vong của Hứa gia. Nhưng tin tôi đi, cho dù tôi không xuất hiện, Hứa gia sớm muộn cũng sẽ có ngày diệt vong thôi. Lời này của Chu Dương ẩn ý thâm sâu, Hứa Linh Thạch cẩn thận tiếp thu, sau đó gật đầu. Tiếp xúc với Chu Dương và Hổ gia mới có hơn 10 phút ngắn ngủi nhưng Hứa Linh Thạch phát hiện mức độ hiểu biết của ông ta đã lên một mức độ khác. Có rất nhiều chuyện ông ta có thể thoát ra để nhìn nhận với ánh mắt có chiều sâu hơn. Quả đúng là nghe một lời của đế vương nói còn hơn đọc sách 10 năm, năm đó ông ta ở Hứa gia không hề có sự giác ngộ này. Bây giờ nghĩ tới đức tính kia của Hứa gia nếu như tiếp tục phát triển, cho dù Chu Dương không ra tay, thì diệt vong cũng là chuyện sớm muộn. Nhìn thấy biểu hiện của Hứa Linh Thạch, Chu Dương cũng âm thầm gật đầu, giác ngộ của Hứa Linh Thạch rất tốt. Cứ như vậy ông ta nhất định có thể hiểu ra rất nhiều chuyện, tương lai cũng sẽ không dễ dàng phải bội Hổ gia lần nữa. Hổ gia cũng nói, được rồi, Hứa Linh Thạch, tôi nói cho chú nghe. Tôi xin Chu tiên sinh để chú có thể đứng dậy được là bởi vì để chú có thể chuộc tội tốt hơn, bán mạng cho Hứa gia, dù thế nào cũng đừng quên điều này. Hổ gia cũng không giả vờ nữa, thay vì gọi Hứa Linh Thạch là chú Linh Thạch, ông ấy đã gọi thẳng tên của ông ta ra. Cho dù đầu óc của Hổ gia có khoan dung đến đâu, ông già ở trước mắt này cũng là một trong những thủ phạm chính đã giết chết bố của ông ấy. Tha thứ cho ông ta là chuyện hoàn toàn không thể nào. Còn bây giờ Hứa Linh Thạch quả thật cũng đã hạ quyết tâm muốn chuộc tội. Mặc dù thái độ của Hổ gia với ông ta không phải rất tốt nhưng ông ta vẫn chân thành gật đầu, Tông Hổ, tôi hiểu rồi, có chuyện gì cậu cứ căn dặn tôi là được. Với thực lực của chú có thể điều động được bao nhiêu người của Hứa gia, Hổ gia hỏi. Hứa Linh Thạch nghĩ một lúc, chắc khoảng tầm 10 người. Nhưng tôi có thể đảm bảo 10 người này sẽ không phản bội cậu, bởi vì trước khi hợp tác, tôi đã nói với bọn họ đối tượng đến nương nhờ là cậu. Hứa Linh Thạch còn bổ sung thêm một câu nữa. Hổ gia gật đầu, 10 tông sư võ giả cũng không phải là ít. Phải biết rằng Hứa Linh Thạch đã dự định đưa đến đây 10 tông sư võ giả, cũng đồng nghĩa với việc bên nhánh chính của Hứa gia đã mất đi 10 tông sư võ giả. Địch giảm ta tăng. Hổ gia lại nhìn Chu Dương, Chu tiên sinh, nhánh phụ của chúng tôi bên này có lẽ còn có thể điều động được 15 tông sư võ giả. Như thế sẽ có tầm khoảng 25 tông sư võ giả. Nhánh chính của Hứa gia có lẽ chỉ còn lại tầm khoảng 25 đến 30 người, áp lực của vấn đề tông sư võ giả có lẽ cũng không còn quá lớn nữa. Những vấn đề khác giao hết cho cậu đấy. Hổ gia chân thành nói. Hổ gia và Chu Dương cũng đã dự định phát động tổng tấn công Hứa gia. Chê y đường đi, bọn họ đã quyết định như vậy. Bởi vì hai người đều nghĩ rằng đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Vốn dĩ Hứa gia đã mục nát suy tàn, lại vì chuyện của vợ Hứa Linh Thạch mà phân tách. Lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Vì vậy kế hoạch của hai người là Hổ gia đến xúi dục Hứa Linh Thạch, sau khi hai bên liên thủ, lại cộng thêm lực lượng của Chu Dương, sẽ tiến hành tổng tấn công Hứa gia. Những chuyện này đã bàn bạc xong từ lâu, Chu Dương đương nhiên sẽ không từ chối, anh gật đầu nói, được, ông yên tâm đi. Còn về phía tông sư võ giả bên này, tôi sẽ điều ra 4 người của Tô gia nữa, để các ông giảm bớt chút áp lực, ai biết được Hứa gia còn có thủ đoạn gì phía sau nữa. Chu Dương khẽ cười nói. Người nói vô ý nhưng người nghe lại để tâm, Hứa Linh Thạch đột nhiên nói. Đúng rồi Chu tiên sinh, nếu như cậu không nhắc thì tôi cũng suýt nữa quên mất. Bởi vì Hứa gia đã lâu không xảy ra tranh đấu vì vậy những thủ đoạn kia cũng đã lâu không dùng nữa rồi. Nhưng nếu như Hứa gia thật sự xảy ra tai họa diệt tộc, những thủ đoạn kia chắc chắn sẽ lấy ra.
Ồ, thủ đoạn, Chu Dương hứng thú. Hứa ra lẽ nào còn có con át chủ bài nào chưa đưa ra sao? Chu Dương cũng đã thuận lợi vượt qua trận pháp thử thách thứ mà bọn họ tự xưng là có thể giết chết hoàng đế võ giả. Ngoài ra hứa ra còn có thủ đoạn nào khác sao? Cậu đã vượt qua trận pháp thử thách ư? Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, Hứa Linh Thạch lại kinh ngạc. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng quen với chuyện này, bây giờ ông ta cảm thấy chê y người Chu Dương có xảy ra kỳ tích nào cũng không còn ngạc nhiên nữa. Chu Dương hờ hứng gật đầu, ừ, thử thách đó quả thực khá thú vị, nhưng tôi cảm thấy cái ông nói có vẻ như không phải cái này. Dù sao thử thách này chỉ cần mình không chủ động bước vào, thì nó cũng sẽ chỉ như một cái bẫy bày ra đó thôi, không có nguy hiểm gì. Hứa Linh Thạch cũng gật đầu, Chu tiên sinh quả nhiên nhạy bén, mặc dù chuyện cậu vượt qua được thử thách khiến tôi khá sốc nhưng thứ tôi nói đến, con át chủ bài của Hứa gia thật sự không phải cái này. Ngoại trừ thử thách ra, Hứa gia còn có một trận pháp bảo vệ gia tộc, Hứa Linh Thạch trầm giọng nói, trận pháp bảo vệ gia tộc là một thủ đoạn cao cấp mà tổ tiên truyền lại, mặc dù số lần có thể khởi động không nhiều, mỗi lần khởi động đều cần 100 năm bổ sung linh khí mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng tính uy hiota của nó tuyệt đối không thể coi thường. Nghe đến đây vẻ mặt của Chu Dương khẽ biến đổi. Không cần nói chi tiết, chỉ cần nghe thôi cũng đã có thể tưởng tượng ra uy lực của trận pháp này kinh khủng như thế nào. Thời gian bổ sung linh khí cũng cần đến 100 năm, trận pháp này làm sao có thể yếu kém được. E rằng ngay cả hoàng đế võ giả cũng sẽ bị đánh bại. Hứa ra còn có thủ đoạn này sao, Chu Dương đau đầu nói. Đúng vậy. Hứa Linh Thạch xem ra cũng bất lực, tôi đoán chuyện này Hứa Thánh Linh cũng đã quên rồi, dù sao cái giá để sử dụng trận pháp này quá lớn, hơn nữa một khi sử dụng xong, trong vòng 100 năm cũng không thể dùng được, còn át chủ bài này vô cùng nguy hiểm. Nhưng điểm tài tình của trận pháp này ở chỗ nó hoàn toàn không cần Hứa Thánh Linh khởi động, nó là một trận pháp tự khởi động khi Hứa gia thật sự rơi vào tình cảnh sắp diệt vong. Chương 1029, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Vốn dĩ trận pháp bảo vệ gia tộc này dường như đã bị lãng quên bởi vì điều kiện để phát động đại trận này quá khắc nghiệt, trong tình huống bình thường không dễ khởi động được. Một khi khởi động sẽ bị nguội lạnh suốt 100 năm, trong thời gian 100 năm này đồng nghĩa với việc Hứa gia mất đi tất cả sự bảo hộ. Nhưng điều khiến Chu Dương đau đầu là đại trận này lại có thể tự động khởi động. Điều này đồng nghĩa với việc Hứa gia không cần làm gì cả, bọn họ cũng phải đối mặt với sự nguy hiểm của trận pháp này. Phải làm sao đây, Hổ gia nhíu mày. Bọn họ tính toán kỹ lưỡng đến tất cả mọi khả năng bao gồm cả thử thách hoàng đế mà Chu Dương đã nhắc đến, nhưng không thể ngờ rằng Hứa gia vẫn còn có chiêu này. Quả nhiên con tàu bị vỡ vẫn còn 3.000 chiếc đinh, một nhân vật lớn như Hứa gia, nội tình bên trong bọn họ không thể dùng lý lẽ thường để nhận định. Nói không chừng cho dù có phá vỡ trận pháp bảo vệ gia tộc này, Hứa gia sẽ còn tung ra con bài nào mà bọn họ không biết nữa. Đây dù sao cũng là một gia tộc ẩn giật truyền đời ngàn năm. Không cần phải hoảng sợ, binh tới tướng chặn thôi, Chu Dương hờ hững nói. Mặc dù đối mặt với trận pháp bảo vệ gia tộc này Chu Dương cũng rất kiêng dè, bởi vì anh có thể tưởng tượng đây là trận pháp cấp bậc ra sao, chỉ riêng việc tích trữ năng lượng cũng cần đến thời gian 100 năm. Nhưng đây tuyệt đối không thể là lý do để anh lùi bước. Hứa gia không diệt, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Cho dù Chu Dương có thể bỏ qua cho bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào viên ngọc trong tay Chu Dương. Bất kể thế nào, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị một cách chu đáo, nếu như đến lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hiểm hộ cho mọi người rút lui. Đây là lời đảm bảo của Chu Dương, nếu họ không thể ngăn chặn được trận pháp bảo vệ gia tộc của Hứa gia, vậy thì cho dù anh có hy sinh tính mạng cũng sẽ hiểm hộ cho đám người Hổ gia rút lui. Chu Dương tin rằng chút sức mạnh này anh có lẽ vẫn có, dù sao anh cũng là hoàng đế võ giả, trong hàng triệu người ở Hoa Hạ mới có một. Có tin đồn rằng chê y thế giới này không có nơi nào mà hoàng đế võ giả không thể đến, từ tin đồn này có thể nhìn ra thực lực của hoàng đế võ giả rốt cuộc to lớn như thế nào. Cho dù thực sự không thể ngăn cản được trận pháp bảo vệ gia tộc, nhưng vẫn dư sức để có thể trốn thoát. Nghe thấy lời đảm bảo này của Chu Dương, Hổ gia lập tức cảm thấy an tâm. Đồng thời cũng hơi cảm động. Sau đó Chu Dương gọi điện thoại cho Tô Thế Minh. Chu tiên sinh, sau khi trải qua chuyện Hứa Phụng Thiên đến xúi giục Tô gia lần trước, bây giờ thái độ của Tô Thế Minh với Chu Dương càng thêm cung kính. Chu Dương hờ hứng đáp lại một tiếng sau đó nói, Tô gia chủ, có đang bận không?
không bận, không bận, Chu tiên sinh có gì căn dặn sao, Tô Thế Minh vội vàng nói. Đồng thời ông ta cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, Chu Dương tìm ông ta có thể vì chuyện gì. Tô gia bọn họ còn có thể làm chuyện gì cho Chu Dương. Nếu đã không bận, vậy thì bớt chút thời gian đưa bốn tông sư võ giả của nhà các ông ra đi, Chu Dương ngừng một lúc sau đó nói tiếp chúng ta đi đến Hứa gia một chuyến. Nhân tiện hủy diệt Hứa gia. Ồ, được, Tô Thế Minh không hề do dự liền đồng ý ngay, sau đó giống như con lợn bị chọc tiết hét lớn, không, không phải, cậu nói gì cơ? Nhân tiện tiêu diệt Hứa gia sao? Đột ngột như vậy à? Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ thế gọi điện thoại cho ông ta nói đến chuyện lớn tiêu diệt Hứa gia. Chuyện này không phải nên báo trước mấy tháng sao? Có thể tùy tiện nói qua điện thoại được ư? Hơn nữa giọng điệu còn tùy ý như thế. Cái gì mà bớt chút thời gian, cái gì mà nhân tiện tiêu diệt Hứa gia? Đó là Hứa gia, là gia tộc đứng đầu ở Đông Hải. Tô Thế Minh bị chấn động nói không thành câu, nếu như người nói những lời này không phải Chu Dương, chắc chắn ông ta sẽ muốn bổ não của người đó ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nhưng lúc này ông ta chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cảm thán, lão đại vẫn là lão đại, cách nói chuyện này e là ông ta có học cả đời cũng không học được. Giọng nói của Chu Dương lại phát ra từ loa thức tỉnh ông ta, đúng thế, hủy diệt Hứa gia, ông có ý kiến gì không? Không, không có, Tô Thế Minh tỉnh táo lại sau cơn chấn động và đáp. Chu tiên sinh, cậu yên tâm, tôi sẽ đến ngay, giọng nói của ông ta mang theo sự kiên định và hưng phấn. Thực sự là đi hủy diệt Hứa gia. Đây chắc chắn có thể xếp vào một trong số những sự kiện lớn trong lịch sử của Đông Hải, sau chuyện lần này. Tô gia của bọn họ nhất định có thể nhảy lên chê y thay thế Tôn gia, trở thành gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc hạng nhất ở Đông Hải. Đương nhiên Tô gia bọn họ không thể thay thế được Hứa gia, điểm này Tô Thế Minh cũng hiểu rõ, cho dù tiêu diệt Hứa gia, có thể thay thế Hứa gia, cũng chỉ có Chu Dương mà thôi, Tô gia của bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai. Nhưng đây là chuyện không có cách nào làm khác được, dẫu sao tiêu diệt Hứa gia, Tô gia bọn họ cũng không phải bên đóng góp nhiều nhất. Có thể tham gia vào chuyện này ông ta đã vô cùng hưng phấn rồi. Bên này, Tô Thế Minh gọi bốn vệ sĩ của Tô ra tới, đồng thời gọi cả Tô Vĩ. Bên Chu Dương lại vô cùng đơn giản, anh chỉ đưa theo một mình Nhu Xuyên. Đội hình của Hổ gia tương đối lớn, tính cả ông ấy, tổng cộng có 10 tông sư võ giả. Còn phía Hứa Linh Thạch cũng đưa theo 10 tông sư võ giả. Như vậy, bên bọn họ chỉ riêng tông sư võ giả cũng tổng cộng có hơn 20 người. Mà nhánh chính của Hứa gia, có lẽ chỉ còn lại khoảng 30 tông sư võ giả. Nếu chỉ tính tông sư võ giả, lực lượng hai bên cũng coi như ngang nhau, nhưng hai bên giao chiến tuyệt đối không phải phép toán đơn giản như vậy. Toàn bộ người ở bên phía Chu Dương nhanh chóng tập trung lại tại khách sạn Huy Hoàng. Chu Dương uể oải ngồi ở ghế sau, ngược lại đám người Tô Thế Minh và Hổ gia lại khá cả iota siết động, đứng ở trước mặt mọi người gào thét gì đó. Chu Dương và Tô Vĩ ngồi ở phía sau nhàm chán vừa nói chuyện vừa uống trà. Ở một nơi khác, Hứa gia. Vẻ mặt Hứa Thánh Linh nghiêm trọng ngồi trong phòng khách. Bên cạnh ông ta là những thành viên cấp cao của Hứa gia, vẻ mặt tất cả đều u ám. Mọi người tập trung lại nhìn người trẻ tuổi mặt mũi trơn nhẵn ngồi ở giữa. Những gì cậu vừa nói đều là thật sao, Hứa Thánh Linh hỏi. Người trẻ tuổi kia nhanh chóng gật đầu, vô cùng chắc chắn, Hứa gia chủ. Sao tôi dám lấy chuyện này ra để lừa ông chứ? Tôn gia chúng tôi có nội ứng ẩn trong Tô gia, cả bốn vệ sĩ của Tô gia đã cùng với Tô Thế Minh đi ra ngoài rồi. Hơn nữa tôi còn có một tin tức nhỏ khác, lần này chủ lực ra tay với Hứa gia, thực ra còn có người của Hứa gia các ông nữa, người đó tên Hứa Tông Hổ. Người thanh niên đứng ở phòng khách thề thốt nói, dường như biết hết tất cả hành động của đám người Chu Dương. Chương 1030, vào Hứa gia lần nữa. Bất ngờ thay, tên thanh niên này lại chính là Tôn Thánh Kiệt. Hắn là người nổi bật và xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Tôn gia. Trước kia lúc Chu Dương công khai bí mật trở thành hoàng đế võ giả, Tôn Càn Khôn có mở cuộc họp gia tộc để bàn bạc xem nên đối đãi với Chu Dương và Hứa gia với thái độ như nào. Lúc đó Tôn Càn Khôn phải đưa ra kết luận là tuy Hứa gia lớn mạnh, nhưng sức mạnh đó có thể nhìn thấy được và sở thấy được. Tất cả mọi người đều biết Hứa gia lớn mạnh. Hơn nữa mọi người cũng biết tại sao Hứa lại lớn mạnh và mạnh ở điểm nào. Nhưng Chu Dương thì khác.
Chu Dương như là một thiên tài kỳ lạ bỗng dưng nổi tiếng, từ một kẻ không ai biết đến lăn lộn suốt một chặng đường để có thành tựu như ngày hôm nay, nên chẳng ai biết được thế lực đằng sau anh. Nhưng lần nào xuất hiện cũng đều khiến Tôn Càn Khôn phải thay đổi cách nhìn về anh, cho nên Tôn Càn Khôn kết luận Chu Dương còn đáng sợ hơn cả Hứa Gia. Thà rằng đắc tội với Hứa Gia chứ không thể đắc tội với Chu Dương. Từ đó trở đi, Tôn Càn Khôn đã bắt đầu hạ quyết tâm đi nhờ vả Chu Dương. Nhưng tên Tôn Thánh Kiệt này lại không đồng ý với cách nghĩ của Tôn Càn Khôn, nên hắn đã lén liên lạc với Hứa Gia, phụ trách theo dõi Chu Dương cho Hứa Gia. Đương nhiên loại chuyện vặt như thế nếu giám sát Chu Dương bằng cách bám theo thì anh đã biết từ lâu rồi. Nhưng cũng chẳng biết là do hắn cẩn thận hay là biết mình biết ta, từ đầu đến cuối hắn không để lộ thân phận làm gián điệp, chỉ thận trọng thu thập thông tin về Chu Dương. Và báo cho Hứa Gia rất nhiều tin, ví dụ như việc hắn thông qua liên lạc giữa Chu Dương và khách sạn Huy Hoàng, thậm chí còn moi móc thân phận của Hổ Gia và biết rằng Hổ Gia chính là thiếu gia của nhánh phụ Hứa Gia. Hôm nay hắn lại biết thêm tin Chu Dương muốn chỉ huy tất cả mọi người tiến đánh Hứa Gia nên hắn đã chạy thẳng tới để thông báo. Tin tức này chắc chắn như một tai họa đột ngột đối với Hứa Gia. Họ không dám khinh thường, vội triệu tập hết nguồn lực tới. Hôm nay tên Chu Dương đó sẽ tiến đánh Hứa Gia chúng ta thật sao, có người lo sợ bất an hỏi. Trông cái bộ dạng kia thì đúng là thật rồi, ông coi, gia chủ đã gọi hết tất cả mọi người tới rồi. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ Hứa Gia chúng ta sắp bị diệt vong sao? Tôi chưa muốn chết đâu. Sau khi Hứa Thánh Linh gọi đám người Hứa Gia tới, bầu không khí trong Hứa Gia bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Sự thối nát trong những năm qua đã khiến họ chưa ra trận mà đã mất hết niềm tin chiến đấu. Quan trọng là lần trước Chu Dương tới Hứa Gia đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng họ. Khí chất mạnh mẽ, tự tin đều là những thứ mà họ thiếu. Họ không nghĩ là bản thân có thể là đối thủ để đánh bại Chu Dương. Ngay cả Hứa Thánh Linh cũng thiếu tự tin, bởi chính mắt ông ta nhìn thấy Chu Dương sống sót vượt qua thử thách của Hứa Gia. Tiêu rồi, nếu chúng ta thua, sau này biết đi đâu mà sống đây, liệu Chu Dương có để lại cho chúng ta chút tài sản không? Hứa Thánh Linh lẩm bẩm nói. Hứa gia chủ, sao các ông lại có thái độ như vậy? Chỉ là tên nhãi Chu Dương thôi mà. Chẳng lẽ các ông không có lòng tin tất thắng sao? Thấy cảnh hỗn loạn trong Hứa Gia, Tôn Thánh Kiệt không nhịn được mà chế giễu nói. Hắn dồn hết hy vọng vào Hứa Gia, kết quả người của Hứa Gia lại yếu ớt vậy sao? Trước kia lúc tới gặp người của Hứa Gia, ai nấy đều kiêu ngạo lắm mà. Sao khi đối mặt với Chu Dương lại sợ vậy chứ? Hứa Gia các ông thân là một gia tộc truyền bá hàng nghìn năm, chẳng lẽ không tích chữ để lại gì sao? Tôn Thánh Kiệt không cam lòng nói. Nếu như Hứa Gia có thái độ như này thì chỉ có thua thôi. Tích chữ, phải, mau coi thử coi tổ tiên chúng ta có để lại vũ khí gì khác không, mấy trận pháp hay đan dược gì đó, có gì lôi ra được thì lôi hết. Hứa Thánh Linh hạ lệnh nói. Cả Hứa Gia lại nháo nhào lên. Bên phía Chu Dương mọi người đã tụ tập đông đủ, cũng đã gọi điện thông báo cho Hứa Linh Thạch và liên lạc với những người mà anh lôi kéo về phe anh rồi. Nhóm họ chưa tới 40 người, lái 10 chiếc xe Audi màu đen đi tới Hứa Gia. Chẳng mấy chốc họ đã tới trang viên của Hứa Gia, hàng chục chiếc xe con màu đen hàng nối hàng dừng ở bãi cỏ lớn trước cửa Hứa Gia. Chu Dương xuống xe trước, vốn dĩ anh định tới gõ cửa làm Hứa Gia bất ngờ, nhưng khi anh vừa xuống xe thì bỗng phát hiện Hứa Gia đã có chuẩn bị từ trước. Tất cả đệ tử trong Hứa Gia mặc đồng phục đứng ở cửa và có mấy người dẫn đầu. Điều bất ngờ nhất đó là còn có đám người cấp cao như Hứa Thánh Linh. Trông Hứa Gia cũng có chút khí thế. Xem ra tin tức của Hứa Gia cũng nhanh đó, Chu Dương dựa vào xe, vươn vai đi tới chỗ họ trước. Còn hơn 30 vị tông sư võ giả kia cũng vội vàng theo sát sau anh. Hứa gia chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi, Chu Dương nở nụ cười nói. Sắc mặt Hứa Thánh Linh trông vô cùng khó coi, hừ, Chu Dương, đồ lòng lang dạ sói như cậu còn dám quay lại. Nếu đã tới rồi thì lần này tôi sẽ không để cậu đi đâu. Dù Hứa Thánh Linh là kẻ tiểu nhân không có lề lối, ông ta cũng rất sợ khi thấy Chu Dương tới. Nhưng là một gia chủ của một gia tộc, khi chưa thua cuộc thì ông ta vẫn có thể nói được mấy lời ác ý. Lần trước tha cho cậu nên cậu nghĩ mình là một người quyền thế thật sao? Muốn khiêu khích cơ nghiệp nghìn năm của Hứa gia chúng tôi ư, chẳng hiểu cậu lấy dũng khí đó ở đâu. Nói nghe hay lắm. Nhưng Chu Dương lại không nhịn được mà cười.
lòng lang dạ sói. Hứa gia chủ, hình như trước nay đều là do Hứa gia các ông tóm lấy tôi không buông chứ nhỉ? Lần trước cũng đâu phải các ông tha cho tôi đâu. Rõ ràng là các ông muốn dốc sức nghĩ cách giết tôi, kết quả lại không thể giữ nổi tôi, không phải vậy sao? Hơn nữa lần này quay lại, tôi cũng không muốn làm gì Hứa gia các ông cả, tôi chỉ muốn giới thiệu vài người bạn cũ cho ông thôi. Chu Dương nghiêng người, Hổ gia dẫn theo một nhóm người của nhánh phụ Hứa gia bước tới. Cậu, lâu rồi không gặp, Hổ gia nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Hứa Thánh Linh nói. Ông muốn gặp gương mặt này lâu lắm rồi. Cậu ruột của ông Hứa Thánh Linh. Ông ta chính là hung thủ hại chết mẹ ông năm đó, là một trong những hung thủ chính trong việc ép bố ông tự sát. Thù giết cha giết mẹ, quyết không đội trời chung. Còn nhớ tôi không, tôi là Tông Hổ đây, Hổ gia nói với giọng run rẩy, không ngờ phải không, tôi về rồi đây. Hứa Tông Hổ, quả nhiên là cậu, sau khi thấy Hổ gia, sắc mặt Hứa Thánh Linh cũng bỗng thay đổi, nhưng ông ta trông không bất ngờ lắm. Dù gì ông ta cũng đã nghe Tôn Thánh Kiệt nói về chuyện của Hổ gia. Chương 1031, đoạn tuyệt. Sau khi tận mắt nhìn thấy Hổ gia, mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng Hứa Thánh Linh vẫn mang vẻ mặt u ám. Ông ta vừa mở miệng liền cho phép mình đứng chê y đỉnh cao của đạo đức, Hứa Tông Hổ, cái loại cặn bã bị Hứa gia trục xuất như cậu lại dám vác mặt quay về à? Hơn nữa lại còn giúp một người ngoài như Chu Dương, cậu nói đi, rốt cuộc cậu định bàn tính chuyện gì đây? Bàn tính cái gì? Hổ gia cười nhạt, ông cậu này, cái miệng của ông thật là giỏi ăn nói, quả không hổ danh là một kẻ nhập kèm nói trắng thành đen. Năm đó ông cũng dùng chiêu này để lừa bịp ông ngoại phải không? Giết mẹ tôi, ép cha bố tôi tự sát, bao năm qua, ông thật sự không áy náy chút nào hay sao? Hổ gia nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Thánh Linh hỏi. Đây là vấn đề khiến ông ấy trăn trở đã nhiều năm. Tại sao một người lại có thể tàn nhẫn như vậy? Lẽ nào ông ta thật sự có thể không hối hận hay tự trách sao? Đó là cậu ruột của ông ấy. Đáng tiếc là ông ấy đã phải thất vọng. Ông đã nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Hứa Thánh Linh, nhìn thấy sự trốn tránh và che đậy, nhưng ông không thấy sự hối hận và tự trách. Hứa Thánh Linh đảo mắt một lượt rồi vội vàng ổn định tâm lý, Hứa Tông Hổ. Cậu đừng ở đây ăn nói linh tinh. Cậu đã bị trục xuất khỏi Hứa gia. Sự thật bây giờ là một đứa cháu trai bị đuổi khỏi Hứa gia đã mang theo một nhóm lớn người ngoài đến Hứa gia. Cậu nói đi, cậu có ý đồ gì? Hứa Thánh Linh đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật năm đó và đổ mọi trách nhiệm lên đầu Hổ gia. Hổ gia lắc đầu. Vốn dĩ ông vẫn còn ôm một chút hy vọng về Hứa Thánh Linh. Nhưng bây giờ có vẻ như điều này hoàn toàn không cần thiết. Tuy rằng người đàn ông này là cậu ruột của ông, nhưng ông ta đáng hận hơn bất kỳ ai. Hóa ra chê y đời này thực sự có những người không có lương tâm. Được rồi, chuyện đã đến nước này cũng không cần thiết phải tranh luận ai đúng ai sai nữa. Hổ gia rửng dưng nói, cho dù ông có miệng lưỡi trơn tuột, có thể nói trắng thành đen, có thể nói tất cả lỗi lầm ngày hôm nay là của tôi, có thể che đậy toàn bộ chân tướng, thì đã làm sao chứ? Hôm nay... liệu còn có một người ông đứng ra để chủ trì công đạo hay không? Hổ gia vặn hỏi. Hứa Thánh Linh sửng sốt một chút, cũng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thực sự là có chuyện như vậy, xem ra Tông Hổ cậu mấy năm nay cũng đã trưởng thành khá tốt đấy chứ. Đúng vậy, như Hổ gia đã nói, thực ra cho đến giờ ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Hồi đó, giữa Hứa Thánh Linh và bố của Hổ gia nhất định phải phân rõ xem ai đúng ai sai. Hứa Thánh Linh giành được chiến thắng bằng cách che đậy sự thật và nói lời bịa đặt, là vì nhờ vào người có quyền lực thực sự của Hứa gia là ông tổ của Hứa gia. Khi đó, chỉ cần lật ngược được trắng đen là có thể thắng. Nhưng bây giờ, cả hai đều là đại diện của lực lượng còn lại, nói trắng thành đen để cho ai coi đây. Nói trắng ra, nói ai đúng ai sai cũng chẳng có ý nghĩa gì, mấu chốt là xem ai có nắm đấm lớn hơn. Chỉ cần hôm nay Hứa Thánh Linh có thể giết được Hổ gia, thì ông ta có thể nói cho thiên hạ biết rằng Hổ gia có ý đồ bất chính, muốn cùng Chu Dương tiêu diệt Hứa gia, cho dù có chết đi nữa, Hổ gia cũng sẽ mang tiếng oan cả đời. Giống như năm đó ông ta ép bố của Hổ gia vào chỗ chết vậy, ngoại trừ một vài người biết sự thật, ai biết được Hứa Thánh Linh đã làm ra một chuyện như vậy. Đúng sai là gì, chỉ cần không ai biết và không ai dám nói ra, thì người thắng sẽ luôn đúng. Vì vậy, Hứa Thánh Linh không còn cần che giấu điều gì nữa, mà bắt đầu khiêu khích Hổ gia.
thật không ngờ tên nghiệt chủng như mày cũng có ngày có thể đứng trước mặt tao nói những lời như vậy. Có vẻ như ngay từ đầu đã không nên giữ lại tên nghiệt chủng như mày, sau khi ông ngoại mày chết, lẽ ra tao nên mang người đến giết mày luôn mới phải. Xem ra là tao đã bất cẩn rồi. Tuy nhiên, hôm nay vẫn chưa muộn, bây giờ giết chết mày thì sẽ không ai biết được bí mật này nữa, đúng không? Hổ ra lắc đầu, xét về đạo lý thì không sai, hơn nữa trước giờ chẳng phải ông vẫn luôn làm như vậy sao? Thế nhưng có một câu ông không hiểu, cái gọi là làm nhiều việc bất nghĩa cũng chính là tự đào mồ chôn mình. Người như ông không đã được định sẵn là không có kết quả tốt đẹp gì rồi. Nhìn kỹ đi, có bao nhiêu người tình nguyện đứng về phía ông? Hổ gia vừa dứt lời thì 10 tông sư võ giả bước ra khỏi hàng ngũ của Hứa gia, đứng phía sau Hổ gia. Rõ ràng, 10 người này chính là những người theo Hứa Linh Thạch làm phản. Hứa Linh Thạch cũng tiến lên một bước, đứng bên cạnh Hổ gia và nói với Hứa Thánh Linh, Hứa Thánh Linh, hãy mau dừng tay lại đi, ông đã sai đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hứa gia sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong trong tay ông thôi. Hứa Thánh Linh nhìn Hổ gia, sau đó nhìn Hứa Linh Thạch và khịt mũi lạnh lùng, thủ đoạn thật là cao minh, chiêu này đúng là tôi không ngờ tới. Nhưng các người tưởng rằng như vậy đã có thể lật đổ được Hứa Thánh Linh tôi sao? Đừng quên tôi mới là người đại diện cho chính thống của Hứa gia. Di sản ngàn năm của Hứa gia đều nằm trong tay tôi. Xông lên! Hứa Thánh Linh ra lệnh một tiếng, các con em của Hứa gia lần lượt xông lên. Tông sư võ giả phía Hổ gia đương nhiên cũng không hồ đồ, xét về mặt số lượng thì số tông sư võ giả bên phía ông ấy còn nhiều hơn đối phương một hai người. Nhưng Hứa gia lại có nhiều các con em bình thường hơn, dù sao cũng là một gia tộc, không phải chỉ có mỗi tông sư võ giả. Rốt cuộc bên nào sẽ thắng và bên nào sẽ thua, Chu Dương nhất thời cũng không nhìn ra được, có điều anh cũng không quá lo lắng. Lúc này, anh đang trốn ở phía sau cùng cắn hạt dưa xem kịch hay với mấy người Ngưu Xuyên, Tô Vĩ và cả Tô Thế Minh nữa. Tô Vĩ và Tô Thế Minh không ra tay là bởi vì chuyện tranh đấu này không phải việc của họ. Chu Dương và Ngưu Xuyên không ra tay là bởi vì hiện giờ chưa phải lúc. Lão đại, anh nói xem em có thể lên được không, em cũng muốn ra đánh thử tài nghệ của mình, Tô Vĩ nhìn với vẻ đầy hăng hái nói. Chu Dương liếc cậu ta một cái rồi khẽ cười, cậu muốn thì ra cũng được, nhưng phải cẩn thận một chút, lần này không phải là chuyện đùa đâu. Lần này là đánh đấm thực sự đó, không giống kiểu mâu thuẫn xảy ra như trước đây còn ở trường học đâu. Tô Thế Minh cũng khuyên can, Tô Vĩ, con muốn góp vui cái gì hả, loại tranh đấu cấp bậc này không phải đứa trẻ con như con có thể nhúng tay vào. Ngưu Xuyên đang ở một bên nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Anh Dương, em nhớ trước đây anh từng nói điều quan trọng nhất chính là phải cẩn thận với trận pháp bảo vệ của gia tộc họ. Nhưng bây giờ, Hứa gia đã gọi hết toàn bộ người của họ ra ngoài này là có ý gì? Không phải trận pháp bảo vệ gia tộc của họ nên ở trong nhà sao? Lời nói của Ngưu Xuyên đã nhắc nhở cho Chu Dương. Đúng là như vậy thật. Vốn dĩ điều lo lắng nhất của Chu Dương chính là trận pháp bảo vệ của Hứa gia, nhưng hiện giờ xem ra gia chủ Hứa gia đã thay anh giải quyết mối lo này rồi. Chương 1032, lại thêm một hoàng đế võ giả. Chu Dương không biết Hứa gia đang có âm mưu gì, hoặc có lẽ chính họ cũng chẳng biết Hứa gia có trận pháp bảo vệ gia tộc. Nhưng nếu Hứa gia không biết trong gia tộc họ có trận pháp bảo vệ gia tộc, vậy thì Chu Dương không hiểu nổi tại sao họ vẫn còn ở đây chống cự. Với tình hình trước mắt thì sự chống cự của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Số lượng tông sư võ giả của bên Hổ gia không hề thua kém họ, thậm chí còn nhiều hơn mấy người. Còn số đệ tử chưa đạt tới giới cảnh tông sư võ giả của Hứa gia vốn chỉ là bia đỡ đạn, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là trận chiến giữa các tông sư võ giả, Hứa gia đã rơi vào thế yếu nên sớm muộn gì cũng thua, huống hồ bên Hổ gia còn có Chu Dương và Ngưu Xuyên đang đứng nhàn rỗi ở một bên. Phải biết một khi Chu Dương và Ngưu Xuyên ra tay, sức mạnh của họ có thể sánh ngang với tất cả các tông sư võ giả. Hứa gia không hiểu rõ tình thế sao? Tại sao vẫn muốn chống đối? Hay là họ còn con át chủ bài nào khác chưa tung ra? Chiến trường trước mắt cũng đã diễn ra được hơn 3 tiếng, dần kết thúc rồi. Bên phía Hổ gia, ngoài Hổ gia và ba tông sư võ giả có thể đứng vững, thì còn có một vệ sĩ trưởng lão của Tô gia. Còn bên Hứa Thánh Linh, ngoài vài người không có thực lực để tham gia vào cuộc chiến cấp cao, thì chỉ còn mỗi một mình Hứa Thánh Linh. Hổ gia máu me đầy người.
tay cầm một đao dài, nhìn về phía Hứa Thánh Linh. Cậu, giờ ông còn gì muốn nói nữa không? Hổ gia không nhìn được mà cười, cậu này, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay. Ông phải trả giá cho tất cả những gì mà ông đã gây ra. Hổ gia bước từng bước về chỗ Hứa Thánh Linh, cậu sẵn sàng chưa? Thấy cảnh trước mắt, Chu Dương đứng đằng sau mắt bỗng nheo lại, vì anh phát hiện một người trước nay chưa từng có lề lối như Hứa Thánh Linh hiện giờ lại không hề hoảng sợ. Đây không giống tác phong của Hứa Thánh Linh. Chu Dương nhớ rất rõ lão già Hứa Thánh Linh đó hẳn là một kẻ rác rưởi có chút chuyện vặt cũng sợ co rúm lại. Giờ hắn sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không sợ. Lưng Chu Dương hơi khom lại, cả người giống như một con sư tử có thể tấn công bất cứ lúc nào, khí thế chê y người cũng toát ra vẻ nguy hiểm khiến cho Tô Thế Minh và Tô Vĩ ở bên cạnh không dám thở mạnh. Chu Dương đoán Hứa Thánh Linh sẽ không chết dễ vậy đâu. Không xử lý tốt thì hổ gia sẽ gặp nguy hiểm. Lúc hổ gia sắp tới trước mặt Hứa Thánh Linh thì bỗng ông ta nở một nụ cười điên cuồng và ngang ngược. Hứa Tông Hổ, chẳng lẽ mày nghĩ mày có thể giết chết tao thật sao? Năm đó tao có thể giết chết bố mày thì giờ cũng có thể giết được mày. Mày thử ra tay với tao thử xem, tao dám chắc người gục xuống sẽ là mày. Đương nhiên hổ gia không tin mấy lời đó, không những ông không tin mà ngay cả những người khác cũng không tin. Trong cả gia tộc ông thì chỉ còn mình ông là có thể đánh nữa thôi, thế mà ông còn cứng đầu. Nhưng Chu Dương lại tin những lời đó. Hổ gia tiếp tục tiến về phía Hứa Thánh Linh. Ý ông là tôi không giết nổi ông sao? Hổ gia nheo mắt hỏi. Hứa Thánh Linh gật đầu, phải, ý tao là vậy đó. Để tôi coi thử xem tại sao tôi lại không giết nổi ông. Hổ gia cũng không nói nhiều, giờ đây ông giống như một chiến thần trở về từ cuộc chiến đấu khó khăn gian khổ, sao có thể sợ mấy lời này chứ? Ngay lập tức ông dương đao dài bổ nhào về phía Hứa Thánh Linh. Mọi người đều trợn tròn hai mắt, bởi vì đây sẽ là một nhát quyết định. Rốt cuộc hổ gia sẽ vào Hứa gia làm gia chủ hay Hứa gia sẽ vẫn tiếp tục thống trị thành phố Đông Hải. Nhưng ngay lúc lưỡi đao của hổ gia sắp chạm tới Hứa Thánh Linh, thì bỗng một luồng sáng chói tóe ra ở giữa hai người, đồng thời trong luồng sáng lại vang lên một tiếng động lớn long trời lở đất. Mọi người chỉ thấy như có gì vụt qua trước mắt rồi lại bị một tiếng động lớn làm ù tai, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Khi mọi người hoàn hồn lại thì họ thấy một cảnh đầy kỳ lạ. Đao dài của hổ gia đang kề sát Hứa Thánh Linh, nhưng trước mặt ông ta lại xuất hiện một ông già. Hai ngón tay của ông già cầm chặt lấy đao dài của hổ gia, làm hổ gia không thể tiến về phía trước, còn cánh tay khác của ông ta lại cầm cây phất trần, vụt về phía hổ gia. Nhưng cây phất trần của ông già cũng không chạm được tới hổ gia, bởi vì phía trước hổ gia cũng xuất hiện một bóng người. Chu Dương. Chu Dương đứng trước ông già, một tay nhét túi, tay còn lại ngăn cản cây phất trần của ông già. Tư thế này, đúng là tự cao quá rồi. Đánh đến mức này rồi mà vẫn nhét một tay vào túi. Sắc mặt của bốn người ở đó cũng khác nhau. Hổ gia và Hứa Thánh Linh đều có vẻ cây idiota sợ đến ngu người. Trông như thể họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Còn ông già và Chu Dương thì bốn mắt nhìn nhau, ông ta khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Dương lại thản nhiên nở một nụ cười đầy hàm ý. Cậu là ai? Ông già lên tiếng. Còn ông là ai? Chu Dương hỏi lại, trông như người đã chết nhỉ. Hứa gia này không hổ danh là gia tộc nghìn năm, thủ đoạn quả là nhiều vô kể. Ông già trước mặt trông như thần tiên, khác hẳn với người sống. Nhưng Chu Dương lại thấy rõ ông ta chính là một linh thể thoát ra từ trong viên ngọc ở ngực Hứa Thánh Linh. Chỉ là một linh thể có sức mạnh đạt tới cảnh giới của một hoàng đế võ giả, quả nhiên không thể coi thường. Lại có thêm một hoàng đế võ giả. Giờ mọi người đã hiểu rồi. Đây là một cuộc tranh đấu không hồi hộp và lại xuất hiện một bước ngoặt mới. Hổ gia, lùi lại đi, những chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, Chu Dương thản nhiên nói. Lúc này hổ gia mới hoàn hồn, gạt bỏ dáng vẻ ngây ngốc đó, đồng thời cũng rút đao dài lại, đáp lại một tiếng rồi lùi về sau. Ông không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ông chỉ cảm thấy lúc ông sắp chém được Hứa Thánh Linh thì bỗng có một luồng ánh sáng mạnh ngăn cản ông, ngay sau đó ông lại cảm thấy ông đã chém vào một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, lúc mở mắt ra mới thấy là một ông già đang cản ông bằng hai ngón tay. Vẻ mặt của Hứa Thánh Linh trông cũng rất kinh ngạc, tuy ông ta biết sẽ có một linh thể xuất hiện để cứu ông ta, nhưng ông ta cũng không biết cách mà linh thể này xuất hiện lại chấn động, lại vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc như vậy.
nếu muộn thêm chút nữa chắc đầu ông ta cũng đã rơi xuống đất luôn rồi. Hổ gia bình tĩnh lại, Hứa Thánh Linh cũng mới hoàn hồn, ông ta chỉ vào Chu Dương rồi nói với ông già, đánh cho tôi, đánh chết cậu ta. Linh thể từ từ quay đầu liếc nhìn Hứa Thánh Linh, rồi gật đầu, vâng, gia chủ. Gia chủ, cách xưng hô này khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên. Anh vốn tưởng ông già này là thế hệ trước của Hứa gia, giờ xem ra hình như không phải vậy. Chương 1033, Hoàng đế tranh đấu. Ông già này không biết từ đâu xuất hiện lại còn gọi Hứa Thánh Linh là gia chủ, điều này khiến Chu Dương cảm thấy hoài nghi. Anh nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông già này không phải là chủ nhân đời trước của Hứa gia mà chỉ là một người hầu của đời trước Hứa gia mà thôi. Người đời trước của Hứa gia đã lấy linh thể của ông ta ra sau đó phong ấn, trở thành bùa hộ mệnh cho bất cứ đời gia chủ nào của Hứa gia. Nói cách khác, ông già này có trí tuệ chứ không cam lòng phục tùng Hứa gia, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác bởi vì cơ thể đã bị giam cầm. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương khi nghe chuyện này chính là cảm thấy tổ tiên của Hứa gia e rằng là tà giáo. Tại sao luôn dùng loại thủ đoạn tà môn ngoại đạo như vậy? Anh vẫn nhớ người phụ nữ mà anh đã gặp trong thử thách hoàng đế, cô ta cũng từng nói cô ta không muốn đối đầu với anh, chỉ là không có lựa chọn khác. Giam cầm người khác sau đó thao túng bọn họ, dường như là thủ đoạn thường dùng của tổ tiên Hứa gia. Nhưng những thứ này không liên quan gì đến Chu Dương. Trước mắt anh bắt buộc phải đánh bại ông già này. Nếu như ông đã không thể tự quyết định, vậy thì để tôi giúp ông giải thoát. Chu Dương hờ hững nói, lão tiên sinh, đắc tội rồi. Cậu thanh niên, tôi thấy cậu còn trẻ tuổi mà đã có thành tích như thế, tương lai tiền đồ nhất định rộng mở. Tôi khuyên cậu vẫn nên sớm rời khỏi chỗ này, Hứa gia tuyệt đối không phải là thứ mà cậu có thể động vào, tôi chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong Hứa gia mà thôi, Hứa gia thật sự chắc chắn là một nhân vật lớn mà cậu không thể tưởng tượng được. Huống hồ nếu thật sự đánh nhau, ngay cả cửa này của tôi cậu cũng không qua được đâu. Quay về sớm đi, đừng để cuộc đời tốt đẹp của cậu bị chôn vùi ở nơi này. Ông già đang đứng ở góc độ của mình để khuyên bảo Chu Dương. Trong mắt của ông ta, quả thực Chu Dương yếu ớt không chịu nổi một đòn. Mà ông ta cũng không muốn giúp đỡ Hứa gia, vì vậy mới nói với Chu Dương những lời này. Chỉ tiếc rằng những lời này Chu Dương chắc chắn nghe không lọt tai. Bỏ trốn, đây tuyệt đối là chuyện không thể tồn tại. Nếu như thật sự bị đánh bại, Chu Dương có thể thừa nhận, anh không phải người có chết cũng không chịu thua. Nhưng bây giờ vẫn chưa đánh đã bắt anh bỏ trốn, điều này tuyệt đối không thể. Yên tâm đi lão tiên sinh, tôi cũng có lá bài hộ mệnh của mình, chỉ một Hứa gia nhỏ nhoi không thể giữ được tôi, Chu Dương tự tin nói, nhưng nếu như không thể giao đấu với ông đã rời đi, tôi thật sự không cam tâm. Trên y đài, Chu Dương và ông già đứng đối diện nhau. Người ở bên dưới lo lắng cho trận chiến đấu. Sư phụ, lão đại có thể thắng không? Ông già kia trông có vẻ cổ quái, Tô Vĩ khá lo lắng nói với Ngưu Xuyên. Vẻ mặt của Ngưu Xuyên nghiêm trọng, nhưng vẫn nói, tôi tin anh Dương, anh ấy nhất định sẽ không thua. Tô Thế Minh không nói gì nhưng chê y gương mặt đầy sự lo lắng. Rõ ràng sự xuất hiện của ông già này đã đem đến áp lực cực lớn cho những người bên hổ gia. Lại cộng thêm những lời mà ông ta vừa nói khiến áp lực của bọn họ càng lớn hơn. Một linh thể của hoàng đế võ giả lại nói bản thân chỉ là một con tốt nhỏ bé của Hứa gia. Hứa gia thật sự rốt cuộc còn ẩn giấu thủ đoạn như thế nào nữa? Hổ gia và Hứa Linh Thạch cảm thấy ngỡ ngàng. Hứa Linh Thạch, rốt cuộc là có chuyện gì? Hổ gia thấp giọng gầm lên hỏi, không phải nói con át chủ bài cuối cùng của Hứa gia chỉ có trận pháp bảo vệ gia tộc thôi sao? Ở đâu chạy ra một ông già ngang với hoàng đế võ giả thế này? Hứa Linh Thạch liên tục lắc đầu, tông hổ thiếu gia, chuyện này tôi thực sự không biết. Tôi ở Hứa gia nhiều năm như vậy chưa từng nghe nhắc đến Hứa gia vẫn còn có thủ đoạn này. Đúng rồi, vừa nãy ông già đó không phải nói ông ta là người bảo hộ của gia chủ sao? Xem ra vẫn còn một số bí mật, có thể chỉ có một mình Hứa Thánh Linh mới biết. Hứa Linh Thạch giải thích một cách oan ức, ông ta hoàn toàn không thể dự đoán trước được sẽ xảy ra cục diện như trước mắt. Còn Hứa Thánh Linh ở bên này lại có dáng vẻ đầy tự tin. Ha ha, lần này tôi không tin cậu ta vẫn không chết, Hứa Thánh Linh đắc ý nói. Hứa gia chủ quả nhiên oai phong, đây chẳng qua chỉ là một quân bài của Hứa gia chủ mà thôi, cho dù ông già này đánh không thắng Chu Dương, chắc chắn cậu ta cũng đánh không lại những quân bài khác.
Hứa gia là gia tộc ẩn dật lưu truyền ngàn năm, nội tình bên trong thật khiến cho người ta kính phục. Tôn Thánh Kiệt nói, thủ đoạn của Hứa gia thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Ban đầu khi hắn thông báo việc Chu Dương đánh đến tận cửa cho Hứa gia biết, trong chớp mắt Hứa gia đã vô cùng náo loạn, khi đó hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng về Hứa gia. Nhưng sau đó hắn nhắc đến một câu nói Hứa gia hàng ngàn năm nay chắc cũng có nhiều quân bài mà tổ tông để lại chứ. Chính vì câu nói này, Hứa Thánh Linh lập tức hạ lệnh tìm kiếm tất cả các thứ như vũ khí, bùa hộ mệnh, đan dược, trận pháp. Lúc mới tìm không căng thẳng lắm, đến khi tìm ra được số thứ như vậy khiến tất cả người trong Hứa gia đều chấn động. Hứa gia bọn họ lại có nhiều thứ đồ tốt như thế. Ví dụ như bùa hộ mệnh này, bên trong lại còn phong ấn linh thể của hoàng đế võ giả, khi gia chủ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sẽ tự động khởi động. Ngoài ra bọn họ vẫn còn có rất nhiều những con bài tương tự như vậy. Vì vậy Hứa Thánh Linh mới có tự tin sẽ chiến thắng trong trận đấu này như vậy. Lần này Chu Dương xong đời rồi, cùng là hoàng đế võ giả, nhưng hắn chỉ mới trở thành hoàng đế võ giả mà thôi, còn linh thể kia đã là hoàng đế võ giả vài trăm năm rồi, một người cấp cao của Hứa gia nói. Lời của ông ta nói ngay lập tức tạo nên một loạt những lời phụ họa theo, tất cả mọi người đều cảm thấy lần này không cần dùng tới quân bài khác, Chu Dương cũng xong đời rồi. Cho dù hắn may mắn thắng được, những gì chờ đợi hắn sẽ chỉ là sự tuyệt vọng nặng nề hơn, chúng ta vẫn còn rất nhiều quân bài khác, hắn chỉ có một mình sao có thể trụ được. Vì vậy lúc này thua cũng xem như là một chuyện tốt đối với hắn, một người khác nói. Đám người Hứa gia vang lên một tràng cười sảng o a iota. Dường như trong mắt bọn họ, trận chiến này bọn họ thắng chắc rồi. Lúc này Chu Dương và ông già kia cuối cùng cũng đã ra tay. Hơi thở của hai hoàng đế võ giả đồng thời bùng nổ, những người xung quanh đang theo dõi bọn họ ở cách đó vài mét cũng cảm nhận thấy trong lòng đột nhiên trầm mặc, dường như năng lượng của hai hoàng đế võ giả kia vô cùng cuồng bạo mãnh liệt. Nhóc con, chuẩn bị tốt tinh thần đi, tôi sẽ không nhân nhượng đâu, ông già gầm lên một tiếng. Trong tay cầm cây phất trần quất về phía Chu Dương, thiên ti vạn lũ. Thiên ti vạn lũ là tên chiêu thức của ông ta, một chiêu quất của ông ta khiến cho cây phất trần trở nên vô cùng kiên cố, giống như hàng ngàn sợi bền dai kết chặt lại, sắc bén và chắc chắn. Chương 1034, một làn sóng bất ổn. Chỉ một chiêu thức này cũng đủ để phán đoán, Chu Dương gần như đã thua cuộc. Mặc dù cũng là hoàng đế võ giả nhưng ông già kia không những có vũ khí mà còn có chiêu thức. Loại chiêu thức này nói không quan trọng lại vô cùng quan trọng, nói quan trọng lại cũng không quá quan trọng lắm. Nếu như hai bên cách biệt quá lớn, chiêu thức này của ông ta có tuyệt diệu ra sao cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu như hai bên có cùng cảnh giới hoặc cùng cấp bậc với nhau, vậy thì chiêu thức lại đóng vai trò rất quan trọng. Nói thẳng ra chiêu thức chính là cách thức điều động chân khí trong cơ thể. Có thể khiến cho chân khí phát huy sức mạnh lớn nhất. Người có chiêu thức tuyệt diệu cũng sẽ hao phí chân khí tương ứng, có thể đánh ra một lực uy hát iota càng lớn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Giống như thiên ti vạn lũ mà ông già kia sử dụng, ông ta dùng phương pháp tuyệt diệu để tập trung chân khí vào cây phất trần của mình, biến cây phất trần trở nên cứng như sắt, cách này vô cùng tiết kiệm chân khí nhưng sức phá hủy cũng không hề nhỏ. Chu Dương hoàn toàn không có chiêu thức gì. Anh hừ một tiếng, rồi đẩy chân khí đơn thuần lên cánh tay sau đó nắm lấy cây phất trần kia. Hai bên nhanh chóng va chạm, phương thức chiến đấu của Chu Dương đơn giản khắc nghiệt, vừa đánh vừa áp sát nhưng vô cùng tốn chân khí. Còn dáng vẻ của ông già kia khi đánh với Chu Dương hồi lâu vẫn là tâm thái của cao nhân. Nhìn cảnh tượng này, Chu Dương dần dần rơi vào tình thế bất lợi, nói thẳng ra đây chính là sự khác nhau giữa có chiêu thức và không có chiêu thức. Ha ha, thắng rồi. Tên Chu Dương kia thật sự là đồ vô dụng, ngay cả cửa đầu tiên của Hứa gia chúng ta cũng không qua nổi, một người hưng phấn nói. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì cứ tiếp tục theo tình hình này, tình thế của Chu Dương sẽ ngày càng bất lợi, hoàn toàn không có khả năng lật ngược. Đúng vào lúc này, Chu Dương bị cây phất trần của ông già kéo xuống đất, phe Hứa gia lại một lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô. Còn người bên Hổ gia lại hoàn toàn rơi vào im lặng. Nếu như Chu Dương thua rồi, vậy thì bọn họ cũng sẽ xong đời. Nhóc con, ngay cả một chiêu thức cũng không biết thì làm sao đánh được với tôi, cậu vẫn nên mau chóng quay về đi. Nhân lúc bây giờ vẫn có thể bỏ chạy, ông già hờ hững nói. Một cây phất trần đã có thể đánh bay Chu Dương khiến ông già vô cùng đắc ý. Chu Dương bò dậy,
sau đó lau máu tươi chê y khóe miệng liếc nhìn, cười khinh thường một tiếng, làm phiền lão tiên sinh quan tâm rồi. Nhưng rất đáng tiếc tôi vẫn chưa có ý định nhận thua. Quả thật tôi có biết một chiêu thức, chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết để lấy ra khi đấu với ông. Nhưng bây giờ xem ra dường như phải tốc chiến tốc thắng rồi. Chân khí chê y người Chu Dương bắt đầu tụ lại, cuối cùng toàn bộ tập trung bên trong cơ thể của anh. Cố ra vẻ huyền bí, ông già nheo mắt liếc nhìn Chu Dương, cho rằng anh đang giả vờ tạo tư thế. Trước giờ ông ta chưa từng nhìn thấy ai sử dụng chiêu thức này. Nhưng lúc này sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi. Lãnh vực hoàng đế. Chu Dương hét lớn, lấy ông ta làm trung tâm, một luồng khí vô hình tràn ra xung quanh, nhanh chóng bao trùm lấy ông ta. Thật sự là lãnh vực hoàng đế, sau khi nhìn thấy động tác của Chu Dương, sắc mặt ông ta hoảng sợ nhưng dù ông ta có muốn giãy giụa cũng đã không kịp nữa. Chiêu thức này của Chu Dương gần như bất khả chiến bại. Bởi vì trong những chân khí kia có trộn lẫn với thần thức của anh, có thể nói cả luồng khí kia có một phần thần thức của Chu Dương, anh ở khắp mọi nơi, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Mặc dù ông già cũng là một hoàng đế võ giả nhưng ông ta ở trong lãnh vực của Chu Dương vẫn chịu tác động rất lớn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là sự bàng hoàng trong lòng của ông ta không một ai có thể hiểu được. Chê y thực tế nếu như lúc này ông ta có thể phá giải được lãnh vực hoàng đế để thoát ra được đương nhiên có thể triệt tiêu đi hiệu quả lãnh vực của Chu Dương, sau đó hai người đều không ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng vấn đề là ông ta không biết chiêu thức này. Thực tế chê y thế giới những hoàng đế võ giả rơi vào bên trong, có rất ít người có thể thực sự phá giải được lãnh vực hoàng đế. Chiêu thức này không chỉ yêu cầu bạn phải có đủ thực lực và sức mạnh của thần thức, quan trọng nhất là bài kiểm tra độ hòa hợp giữa chân khí và thần thức, điều này vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay, hoàng đế võ giả có thể dung hòa thần thức rất ít, bởi vì trạng thái này rõ ràng hơi giống với phương thức của thần tiên. Tiên sư, ở giai đoạn hoàng đế võ giả có thể dung hòa thần thức và chân khí đều là thiên tài trong số các thiên tài, vì vậy ông già mới kinh ngạc như vậy. Chu Dương trông có vẻ không biết chiêu thức nào cả nhưng lại có thể một mình triển khai chiêu thức này. Đây chẳng phải là thiên phú nghịch thiên hay sao? Những người khác của Hứa gia cũng lo lắng, vội vàng hét lên, thúc giục ông già nhanh chóng ra tay với Chu Dương, nhưng lúc này ông già làm sao còn có thể nghe bọn họ được nữa. Suy cho cùng, lúc này ngay cả bản thân ông ta cũng đã không nhúc nhích động đậy được. Chiêu thức này của tôi xem ra dùng tốt đấy chứ, Chu Dương cười nheo mắt nói. Lãnh vực hoàng đế, tôi không ngờ rằng cậu lại mạnh như vậy, tôi phải thừa nhận, lần này tôi thua rồi. Ông già đầu hàng. Nếu như Chu Dương sớm dùng chiêu thức lãnh vực hoàng đế này thì ông ta đã nhận thua từ lâu. Ông ta còn cho rằng Chu Dương hoàn toàn không biết chiêu thức, không ngờ rằng vừa ra tay lại là chiêu thức lớn đến vậy. Nếu đã nhận thua vậy thì tôi sẽ giúp ông giải thoát, Chu Dương đi về phía ông ta. Ông ta không né tránh. Thứ nhất là bởi vì bản thân đang ở trong lãnh vực hoàng đế của Chu Dương, ông ta muốn né tránh cũng khó, thứ hai là ông ta thực sự muốn giải thoát. Ánh mắt ông ta nhìn Chu Dương vừa bình yên lại nhẹ nhõm. Chu Dương đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên chê y đầu ông ta, ngay sau đó ông già biến thành linh thể dần dần tan biến. Tiễn ông già xong Chu Dương lại quay đầu nhìn Hứa Thánh Linh nở nụ cười rạng rỡ. Hứa gia chủ. Hứa ra của các ông hình như vẫn còn quân bài khác chưa lấy ra thì phải. Lấy ra cho tôi mở rộng tầm mắt đi, khóe miệng của Chu Dương nở một nụ cười hờ hững đi về phía bọn họ. Động tác này khiến đám người Hứa ra hoảng sợ, Hứa Thánh Linh vừa lùi bước vừa hét lên, cậu đừng qua đây. Tôi nói cho cậu biết nếu như cậu qua đây thì sẽ chết rất thảm đấy. Thế sao, Chu Dương khẽ nhíu mày, vậy tại sao không còn chưa ra tay? Về cơ bản. Tông sư võ giả của Hứa gia đã bị đám người của Hổ gia xử lý sạch sẽ. Bây giờ những phiền phức còn lại sẽ do Chu Dương giải quyết. Nếu đã như thế thì chi bằng để Hứa gia đưa toàn bộ ra hết một lượt. Chương 1035, Bùa Diệt Thần Hoàng. Chu Dương cũng rất tò mò Hứa gia kế thừa lịch sử hàng ngàn năm, tạo ra vô số kỳ tích này rốt cuộc đằng sau có thủ đoạn gì. Ánh mắt Hứa Thánh Linh lóe lên sự hung ác. Rồi lấy một lá bùa từ trong ngực ra nói, Chu Dương, cậu đừng quá khinh thường. Cậu thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại khi đạt được cấp bậc hoàng đế võ giả à? Tổ tiên Hứa gia chúng tôi đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu hoàng đế võ giả rồi, thậm chí vô số người còn đạt đến cấp bậc tiên sư.
di sản họ để lại thừa sức để đối phó với một tên nhóc như cậu đấy. Không phải cậu muốn xem thử Hứa gia chúng tôi có còn át chủ bài nào không chứ gì? Vậy tôi lấy ra cho cậu xem đủ. Hứa Thánh Linh tràn đầy tự tin ném lá bùa cho Chu Dương. Những lời ông ta vừa nói khiến Chu Dương nhớ đến một tiết mục trên Y Mạng. Một người giàu có từng nói thế này, tại sao cố gắng và tích lũy mấy đời của gia tộc chúng tôi lại thua bởi sự nỗ lực 10 năm của một mình cậu? Câu nói này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, giá trị nhận thức phổ biến là chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn có thể giàu có tự do, sau đó vượt qua các cô chiêu cậu ấm này. Nhưng câu nói của cậu ấm kia đã phá vỡ giá trị nhận thức của mọi người, vì mọi người nghĩ cậu ấm kia nói cũng rất có lý. Tại sao đó lại là một cậu ấm? Bởi vì những gì có được hôm nay là do các đời trước của họ cố gắng mà đạt được. Thậm chí không chỉ là cố gắng của một thế hệ mà phải trải qua nhiều thế hệ mới có được thành quả như ngày hôm nay, dựa vào cái gì lại thua bởi cố gắng của một mình người khác. Cái này tương tự như tình huống của Hứa Thánh Linh và Chu Dương. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Thánh Kiệt chọn đứng về phe Hứa gia. Cho dù Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả, thì hắn cũng cảm thấy với xuất thân của Hứa gia mà muốn tiêu diệt một hoàng đế võ giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên tắc này rất hợp với tình trạng của Chu Dương. Mặc dù anh thích thử thách, hứng thú thách thức những việc chưa từng biết, nhưng không có nghĩa anh thật sự cảm thấy bản thân bất khả chiến bại. Ông già được triệu hồi bởi bùa hộ mệnh mà Hứa Thánh Linh vừa lấy ra có sức mạnh của hoàng đế võ giả thực sự. Mặc dù bị đánh bại bởi chiêu thức lãnh vực hoàng đế của Chu Dương nhưng ông già vừa rồi cũng khiến Chu Dương bị thương khá nặng. Nếu bây giờ Hứa Thánh Linh còn có thể lấy ra một bảo vật sánh ngang với hoàng đế võ giả thì chắc chắn Chu Dương sẽ thua. Những người khác cũng trở lên vô cùng căng thẳng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lá bùa Hứa Thánh Linh lấy ra. Ha ha, Chu Dương, đi chết đi. Lá bùa này tên là bùa diệt thần hoàng được chế tạo để đối phó với hoàng đế võ giả. Tuyệt đối không có hoàng đế võ giả nào có thể sống sót dưới lá bùa này. Hứa Thánh Linh vừa dứt lời, lá bùa màu xanh kia lập tức phình to lên hóa thành một quả cầu màu xanh, bao lấy Chu Dương ở bên trong, những người bên ngoài cũng không còn thấy rõ tình hình trong đó. Mấy người Ngưu Xuyên, Hổ Gia và Tô Vĩ trở nên căng thẳng. Tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi, mặc dù lão đại rất mạnh nhưng anh ấy cũng chỉ là một hoàng đế võ giả mà thôi. Mà lá bùa của Hứa gia kia được tạo ra để đối phó với hoàng đế võ giả, sao lão đại có thể cầm cự được đây, Tô Vĩ lo lắng nói. Tôi tin anh Dương nhất định có thể sống sót, mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt của Ngưu Xuyên cũng rất khó coi. Còn Hổ gia lại lặng thinh nắm chặt cây đao dài trong tay. Xem ra ông cũng nghĩ lần này Chu Dương xong đời rồi, dáng vẻ ông như có thể xông lên liều mạng bất cứ lúc nào. Ngược lại, Hứa gia bên kia rất đắc ý. Ha ha. Vừa rồi tên Chu Dương đó còn kiêu ngạo bảo chúng ta đưa ra hết con át chủ bài của mình, bây giờ chỉ có một lá bùa mà cậu ta đã không chống cự được rồi. Chu Dương à, có tài năng rất tốt nhưng vẫn quá khinh người, người như vậy đã định là không thể làm nên chuyện lớn gì, ánh mắt Tôn Thánh Kiệt khinh thường nói. Thật ra hắn vô cùng đố kỵ với Chu Dương, dù sao hắn cũng trạc tuổi Chu Dương. Hắn là người trẻ tuổi giỏi nhất gia tộc đứng đầu Đông Hải nhưng lại bị Chu Dương đè đầu ở khắp nơi. Thậm chí cả gia tộc của hắn đều bị Chu Dương qua mặt, điều này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng bây giờ đã khác, hắn cảm thấy rất vui, Chu Dương có giỏi thế nào thì cuối cùng không phải vẫn thất bại đấy thôi. Biết quá nhiều cũng là một khuyết điểm đấy. Tâm trạng hai bên hoàn toàn trái ngược, mà lúc này đương sự là Chu Dương lại đang đối mặt với một khung cảnh khác. Bây giờ Chu Dương đã hiểu đại khái tại sao lá bùa này lại có tên là bùa diệt thần hoàng. Có lẽ tên của lá bùa này là mượn sức mạnh của thần thánh để phá hủy lá bùa của hoàng đế phàm trần. Quả thật rất khó chế tạo. Dù Chu Dương tự cao tự đại, nhưng khi đối mặt với lá bùa này cũng cảm thấy dao động. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lúc anh bị lá bùa màu xanh này bao quanh, phản ứng đầu tiên của anh là vận khí hoàng đế trong cơ thể để bao phủ cả người mình lại. Bởi vì anh không rõ tác dụng cụ thể của lá bùa này là gì nên chỉ có thể tự bảo vệ mình trước. Nhưng chẳng bao lâu anh ngạc nhiên khi nhận ra sức mạnh của mình lại hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào. Lúc anh bị lá bùa màu xanh bao quanh, anh dường như đã bước vào một không gian khác. Trong không gian này, mọi quy tắc đều thay đổi như thể anh thoát khỏi thế giới tự nhiên để bước vào một môi trường tự nhiên rộng lớn khác. Trong không gian này,
năng lượng hoàng đế trong cơ thể anh chỉ là thứ chẳng có giá trị gì. Nếu giải phóng ra thì nó cứ lơ lửng trong không trung, hoàn toàn không liên hệ với cơ thể của anh. Nếu anh thử dùng thần thức để khống chế chân khí, thần thức giải phóng ra sẽ gặp phải từng lớp che chắn. Nếu dùng thần thức để cẩn thận cảm nhận, vẫn sẽ phát hiện chê y những lớp che chắn này đều có từng hình thù dữ tợn. Đó dường như là hình của các vị thần hoàng hôn. Cho dù là hoàng đế võ giả thì cũng không khỏi gây Iota sợ khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, không chỉ là áp chế về mặt năng lực mà còn là áp chế về cấp bậc. Rất thú vị, Chu Dương tự lẩm bẩm. Mặc dù lá bùa này rất mạnh và có tính cưỡng chế cao nhưng tạm thời Chu Dương vẫn chưa phát hiện ra lá bùa này ẩn giấu nguy hiểm như thế nào. Lẽ nào cứ nhốt mình thế này đến chết sao? Ngay lúc Chu Dương đang nghĩ như vậy, thần thức của anh bỗng xuất hiện, anh vô thức thu lại thần thức mở mắt ra nhìn về phía trước. Anh bỗng phát hiện một vật tổ sao từ từ phá vỡ lớp che chắn vô hình. Sao vật tổ, một biểu tượng con vật thiêng liêng có ý nghĩa tâm linh với một nhóm người. Nói cách khác, trước đây vật tổ này là vô hình, chỉ có thể dùng thần thức cảm nhận nhưng bây giờ những vật tổ này sống lại. Chương 1036, vị thần đần độn. Lúc vật tổ vừa hồi sinh, nó chỉ giống như một bức tranh. Nhưng sau đó bức tranh này dần có độ dày, hơn nữa xem xu hướng phát triển có dấu hiệu trở thành thần linh thực sự. Điều này khiến Chu Dương có cái nhìn sâu sắc hơn, mặc dù anh là một hoàng đế võ giả nhưng cái anh có cũng chỉ là tạo ra một ít phản ứng bằng cách sử dụng chân khí của mình mà thôi. Nhưng phương pháp của Hứa Gia lại vượt xa tầm hiểu biết của anh. Ví như trong lần thử thách vừa rồi, trận pháp thử thách hoàng đế có thể mô phỏng cơ thể người thật bằng năng lượng. Phương pháp này vượt xa nhận thức của Chu Dương, nhưng Hứa Gia dường như có thể làm được dễ dàng. Bây giờ vật tổ được phong ấn bên trong lá bùa này được hồi sinh trở thành một vị thần. Vị thần sống lại đầu tiên mang mặt nạ, tay cầm một cây đại ca Iota CS nói với Chu Dương, người phàm kia, cậu đã biết tội chưa? Tội, Chu Dương bật cười, có lẽ tôi đúng là có tội. Nhưng vẫn chưa đến lượt thứ đồ giả tạo như ông phán xét. Láo xược, có gan dám nói bậy bạ với thần thánh, vị thần có vẻ bất mãn với biểu hiện của Chu Dương. Hơn nữa cũng thật kỳ lạ, vị thần này dường như thật sự có cảm xúc, phải nói là rất kỳ diệu. Nếu tố chất tâm lý yếu một chút, e rằng bây giờ anh đã quỳ xuống rồi. Sinh vật trước mặt này đúng là một vị thần. Cho dù là hoàng đế võ giả, sức mạnh của mình sẽ bị giam cầm trong môi trường này, hơn nữa còn gặp phải một thứ giống vị thần đến xét xử mình như vậy, e rằng cũng sẽ vô thức chịu thua. Chẳng trách cái này gọi là bùa diệt thần hoàng. Gọi như một thứ vũ khí để đối phó với hoàng đế võ giả. Nói trắng ra đó là một đòn đánh vào tâm lý. Không phải hoàng đế võ giả cậu rất kiêu ngạo sao? Không phải là bất khả chiến bại à? Không phải có trái tim hoàng đế là không sợ gì ư? Vậy tôi xem cậu như một người bình thường, tước đoạt thực lực của cậu để cậu đối mặt với thứ cậu không hề biết, vượt hơn cậu, để xem cậu có sợ hay không? Không thể không nói người tạo ra loại bùa này chắc chắn được học rất bài bản. Nhưng đáng tiếc lại gặp phải Chu Dương. Chu Dương hiểu rõ, mọi thứ trước mắt trông có vẻ rất chân thật, giống như đang thật sự chịu bị xét xử. Nhưng anh biết cái gọi là thần thánh gì đó chẳng qua chỉ là thứ đồ nhân tạo mà thôi. Ngay cả lá bùa này cũng là nhân tạo, mọi thứ ở đây chẳng liên quan gì đến thần thánh cả. Tài vật thôi, Chu Dương khinh thường hừ một tiếng, có hù dọa cũng vô dụng. Tôi muốn xem ảo ảnh nhân tạo như ông rốt cuộc có bản lĩnh gì. Thật ra những gì Chu Dương có thể làm cũng chỉ là xem nhẹ hình ảnh thần linh này về mặt tâm lý mà thôi. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất lại là chúng đã đoạt đi năng lực của anh. Mà vị thần trước mặt này có thể có sức mạnh võ giả. Có thể là tông sư võ giả, thậm chí cũng có thể là hoàng đế võ giả. Nếu như vậy thì dù Chu Dương có nghĩ thoáng thế nào cũng không thể thoát khỏi lá bùa này. Dù sao điều đó có nghĩa là họ để một người bình thường như anh đối đầu với hoàng đế võ giả. Thế nhưng Chu Dương đoán thứ đồ giống thần thánh này không có sức mạnh đó. Nếu thật sự là vậy thì cũng không cần tạo ra mấy thứ viễn vông đó trong lá bùa để tấn công Chu Dương về mặt tâm lý như vậy. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Chu Dương là đúng, sức mạnh mà vị thần này sở hữu quả thật cũng chỉ là sức mạnh của một người thường mà thôi. Chẳng qua ông ta có thêm vũ khí chê y tay. Ha ha, không phải ông nói ông là thần sao? Không phải muốn xét xử ông đây à? Ông làm đi, Chu Dương đá vào đầu vị thần, giễu cợt nói.
chút khả năng này mà cũng dám ra đây làm mất mặt. Cho dù bị áp chế thành người thường nhưng Chu Dương vẫn không để ý việc phải đối phó với một vị thần có vũ khí giống người thường. Dù sao anh đã học được kha khá võ thuật với Ngưu Xuyên. Vị thần kia lại oan ức ôm đầu của mình. Lúc đầu ông ta ngạo nghễ muốn hù dọa Chu Dương, kết quả bây giờ lại bị đánh, chuyện này khiến ông ta có nỗi khổ mà không nói được, ai bảo vừa rồi ông ta lại giả vờ giả vịt như vậy. Giả vờ không xong mà còn bị đánh, vị thần chỉ có thể lộ ra vẻ xấu hổ và oan ức. Ông ta không thể nổi giận, vì ông ta chỉ là ảo ảnh, hơn nữa cũng chỉ biết sử dụng một vài động tác đơn giản. Cậu đừng đắc ý, đừng tưởng đánh bại được tôi thì cậu đã giành được phần thắng, vị thần đó hung hăng uy hát yêu ta đối phương như một đứa trẻ bị đánh oan uổng. Chu Dương khinh thường bĩu môi, vừa định cười nhạo tên này thì cảnh tượng trước mắt lại khiến anh hoàn toàn kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Trong không gian nhỏ bé khoảng 4-50 mét vuông này thế mà lại sinh ra thêm hơn 20 vị thần. Những vị thần này vừa được hồi sinh, miệng thì gọi một số người phàm đáng chết, thần thánh gì thì không nên thốt lên những lời thô tục như vậy. Mặc dù Chu Dương biết những người này đều là ảo ảnh nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến anh đau đầu, quan trọng nhất là hiện giờ anh cũng là một người thường. Nói cách khác, anh phải đối phó với hơn 20 người thường một lúc bằng chính năng lực bình thường, hơn nữa tất cả họ đều được trang bị vũ khí. Chuyện này vẫn có áp lực rất lớn với Chu Dương. Sau khi các vị thần kia bị Chu Dương đánh, đều tỏ vẻ uất ức, nhưng số lượng bên kia quá đông, hơn 20 người, hơn nữa đều có vũ khí. Chu Dương cũng không tránh khỏi bị thương vài chỗ. Không thể vận khí, anh cũng không thể chữa lành vết thương cho mình. Bây giờ trên y người anh đã xuất hiện vài vết thương nặng, máu chảy không ngừng. Còn các vị thần vì anh đánh kia như mấy đứa nhóc cứ lầm bầm oán trách, nói mấy lời đe dọa rất vô bổ khiến Chu Dương vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng anh đã đánh bại được vị thần cuối cùng trong tình trạng trên y người bị thương nặng. Tất cả bọn họ đều nằm dạp trên y mặt đất chỉ vào Chu Dương nói, nhóc con, đánh bại thần linh, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu. Cậu cứ đợi đấy. Chúng tôi sẽ báo thù, các vị thần vừa dứt lời, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt Chu Dương, không gian vừa rồi được tạo ra bởi lá bùa màu xanh hoàn toàn biến mất. Chu Dương cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Chẳng qua lần này cả người anh bê bết máu, chê y người có vài vết thương lớn có thể thấy bằng mắt thường còn đang máu chảy. Máu nhuốm đỏ cả quần áo anh, Chu Dương hơi cúi người, nở nụ cười thoải mái khi lại được nhìn thấy thế giới quen thuộc. Chương 1037, tiền bối của Hứa gia. Chu Dương mỉm cười, khẽ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trước mặt đám người nhánh chính Hứa gia. Hứa Thánh Linh hoảng hốt, không thể, tuyệt đối không thể. Đó là bùa diệt thần hoàng, một loại lá bùa chuyên dùng để đối phó với hoàng đế võ giả, Chu Dương sao có thể sống sót vượt qua được chứ? Hổ gia, Ngưu Xuyên và Tô Vĩ phấn khích đứng dậy, đương nhiên. Loại thủ đoạn nhỏ nhoi ấy sao có thể ngăn nổi anh Dương? Lão đại oai phong, Chu tiên sinh quả là người xuất chúng phi phàm, tôi đúng là không nhìn nhầm cậu. Chu Dương nhìn về phe cánh Hứa gia, lão già Hứa gia, tôi sống sót đi ra rồi, các người còn thủ đoạn gì nữa? Đem hết ra đây đi. Ban đầu tôi và Hứa gia các người không thù không oán, nhưng các người lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với tôi, thậm chí còn muốn dồn tôi vào chỗ chết. Hôm nay, chúng ta thanh toán cả thù cũ lẫn nợ mới. Được lắm Chu Dương, không ngờ tôi vẫn đánh giá thấp cậu, cậu vẫn có thể sống sót trước sự uy hát yêu ta của bùa diệt thần hoàng. Nhưng thế thì đã sao, cậu cũng không xem thử hiện tại cậu bị thương thành thế nào rồi, còn có thể đối phó với mấy lá bùa tiếp theo sao, Hứa Thánh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Khí thế của Chu Dương hơi đáng sợ, quả thực khiến Hứa Thánh Linh kinh hoàng. Nhưng ông ta vẫn tin rằng, Chu Dương nhất định sẽ thua. Sự nghiệp và nền tảng ngàn năm của Hứa gia bọn họ, không thể bị hủy hoại bởi một mình Chu Dương. Hứa Thánh Linh không phí lời nữa, ông ta thẳng tay lấy ra vài lá bùa, ném về phía Chu Dương. Chu Dương cười lớn, làm tốt lắm. Một tay anh hướng về phía trước bắt lấy, mấy lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt rồi lại lập tức nát vụn. Chuyện này sao có thể? Đó là lá bùa tiêu diệt điên cuồng. Sao cậu ta có thể bắt được chỉ với một tay chứ? Hứa Thánh Linh hoảng hốt, đẳng cấp của tiêu diệt điên cuồng sánh ngang với bùa diệt thần hoàng. Cùng là lá bùa có thể uy hát yêu ta đến tính mạng của hoàng đế võ giả, lại bị Chu Dương bóp nát chỉ bằng một tay. Thần phù đại lực, bùa quỷ thông diệt hoàng.
Bùa ngàn kiếm hợp một. Tiếp sau đó, lá bùa trong tay Hứa Thánh Linh được ném về phía Chu Dương tựa như ném hạt đậu. Đáng tiếc, không có tác dụng. Không có tác dụng. Vẫn không có tác dụng. Mỗi một lá bùa đều bị Chu Dương dễ dàng dùng một tay bóp nát. Dù tình trạng lúc này của Chu Dương khá tệ, miệng vết thương còn đang chảy máu, đi lại tập tễnh, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt Hứa Thánh Linh, giờ phút này Chu Dương giống hệt một ác quỷ. Tại sao, chuyện này rốt cuộc là tại sao? Cậu ta rõ ràng bị thương nặng như vậy, tại sao vẫn có sức lực mạnh mẽ đến thế? Cuối cùng Hứa Thánh Linh cũng cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng trước nay chưa từng có, tựa như không ai chê y thế giới này có thể cứu nổi ông ta. Hứa gia chủ, còn chiêu trò nào khác không? Tiếp tục mang ra đi, Chu Dương lạnh lùng cười, nói. Ma quỷ, cậu là ma quỷ, cậu chắc chắn không phải người, Hứa Thánh Linh hét lên một tiếng, hoảng loạn chạy vào đại viện của Hứa gia. Dù ông ta biết trốn vào đó cũng chẳng có ích gì, nhưng ông ta vẫn muốn chạy trốn, đây là nơi ông ta sinh sống, nơi che chở cho ông ta mấy chục năm. Ông ta cảm thấy chỉ cần chạy vào đây thì mình sẽ được an toàn, đó là hành động theo bản năng. Chu Dương cũng không nôn nóng, anh chỉ từng bước theo sau, nhìn đám người Hứa gia cũng chạy trốn vào bên trong. Chu Dương đã không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì, thật ra với thực lực của anh, có lẽ đã thua từ lâu rồi. Hứa Thánh Linh tuy là rác rưởi, nhưng nền tảng truyền lại ngàn năm của Hứa gia thật sự không phải trò đùa, dù Chu Dương có thiên phú xuất sắc, cũng không thể chống lại mấy lá bùa Hứa Thánh Linh ném ra. Lẽ ra anh đã chết dưới cái nền tảng của gia tộc khổng lồ này từ lâu rồi. Sở dĩ anh có thể sống sót, cũng là dựa vào chính nền tảng gia tộc, hơn nữa cũng là nền tảng gia tộc của Hứa gia. Lần trước khi Chu Dương đến đây, anh đã tham gia vào thử thách hoàng đế. Trong thử thách, anh gặp được vị tiền bối của Hứa gia, đồng thời nói với vị tiền bối về tình hình của Hứa gia hiện tại. Căn cứ vào tình hình này, vị tiền bối đó suy đoán Hứa gia đã đến bước đường cùng, e rằng nếu có thể đánh bại Chu Dương, cũng nhất định không thể tồn tại lâu. Để giữ cho Hứa gia tiếp tục tồn tại, ông ta quyết định giúp Chu Dương, để Chu Dương giành được thắng lợi trong cuộc chiến lần này, đổi lại một điều kiện, Chu Dương phải canh chừng để Hứa gia có thể giữ lại người thờ cúng tổ tiên. Khi ấy, vị tiền bối đó cho Chu Dương một chiếc nhẫn không gian, bên trong có rất nhiều lá bùa trận pháp. Vừa nãy, Chu Dương dùng đồ trong chiếc nhẫn không gian, chống lại lá bùa của Hứa Thánh Linh. Chỉ là hiệu ứng bên ngoài, trông giống như anh một tay bóp nát đống lá bùa. Tình huống này khiến Hứa Thánh Linh chịu áp lực tâm lý, vì vậy mà bỏ chạy. Hổ ra, Hứa Thánh Linh và đám Ngưu Xuyên, Tô Vĩ cũng đuổi theo. Chu tiên sinh, phải cẩn thận, lúc Chu Dương muốn đuổi theo vào đại viện Hứa gia. Hổ gia nói, sau khi vào bên trong rất có thể đại viện Hứa gia sẽ khởi động trận pháp bảo vệ gia tộc. Hứa Thánh Linh cũng lo lắng. Chu Dương lắc đầu, ông cảm thấy tôi sẽ quan tâm à. Vốn dĩ Hổ gia định quay về. Bởi vì trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là thành công tốt đẹp. Hứa gia tổn thất nặng nề, bọn họ hoàn toàn có thể đợi sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong rồi trở lại. Nhưng sau khi nghe Chu Dương nói vậy, trong lòng Hổ gia bỗng nổi lên ý chí chiến đấu sôi sục. Được, vậy nghe theo Chu tiên sinh, quyết không lùi bước, Hổ gia hô lớn, đi lên phía trước Chu Dương, đá tung cửa lớn của đại viện Hứa gia. Cơ thể Chu Dương bị thương nặng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người trong Hứa gia, rồi mỉm cười. Vào đi, Chu Dương nói nhỏ, một đoàn người đi thẳng vào đại viện Hứa gia. Bây giờ đám người Hứa gia đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, cửa lớn Hứa gia đột nhiên không có gió mà tự động đậy, ầm ầm đóng lại. Cùng lúc đó, không khí trong toàn bộ đại viện Hứa gia dường như đều trở nên nặng nề hơn, các tòa nhà trong đại viện cũng rung lắc dữ dội. Không ổn, trận pháp bảo vệ gia tộc hình như sắp khởi động rồi, Hổ gia nói. Chu Dương bình tĩnh nhìn về phía trước, đi thôi, nhân cơ hội này, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc trận pháp bảo vệ gia tộc này có uy lực ra sao. Trong toàn bộ đại viện Hứa gia, không khí trong đại viện cùng với những tòa nhà, rung chuyển khoảng 3 phút, khoảng thời gian này, toàn bộ chân khí đều truyền vào trong đại viện Hứa gia một cách mãnh liệt. Thực ra các tòa nhà rung chuyển, cũng là do chuyển động của dòng chân khí này. Khoảng 3 phút sau, trận rung chuyển này mới ngừng lại, trước mặt nhóm Chu Dương, ngưng tụ bóng dáng của ba người. Bóng dáng ba người mặc trường bào sao của Hứa gia,
Sao trường bào, một loại áo dài của nam giới thời xưa. Chương 1038, kết cục của Hứa gia. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Chu Dương cũng không khỏi nheo mắt. Ba vị nhân vật lớn trước mặt, dường như mang đến cho người khác một cảm giác khác thường. Hình như, đã vượt xa phạm trù hoàng đế võ giả. Ba vị cao nhân cảnh giới tiên sư. Đến cả Chu Dương cũng phải cảm thán trong lòng về sức mạnh của một gia tộc ngàn năm. Không ngờ rằng, trận pháp bảo vệ gia tộc trong truyền thuyết này, lại triệu hồi ba vị tiền bối của Hứa gia, lại còn là tiền bối cảnh giới tiên sư. Chu Dương dựa vào nỗ lực của bản thân mà đột phá lên cảnh giới hoàng đế võ giả, dường như vượt lên chê y tất cả mọi người ở Hứa gia hiện tại. Nhưng chê y thực tế, đặt trước bối cảnh nền tảng của Hứa gia, anh yếu ớt giống hệt một đứa bé mới biết đi. Thời điểm này, thật sự không thể đùa cợt nữa. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua khóe môi Chu Dương. Còn Hứa Thánh Linh bỗng nhiên phấn khích. Đó là trường bào của Hứa gia. Đó là tổ tiên của Hứa gia. Tổ tiên, người phải cứu chúng con, Hứa Thánh Linh loạng choạng chạy đến. Còn bên này, sắc mặt mấy người Chu Dương đột nhiên tái nhợt. Chu tiên sinh, lần này, chúng ta có lẽ không đỡ nổi rồi, Hổ gia hơi chán nản nói. Đừng nói linh tinh, lão đại, chúng ta vẫn sẽ có cách. Tô Vĩ lại vô cùng mong đợi nhìn Chu Dương. Chu Dương cười bất đắc dĩ. Anh Tử Tốn nói, thực lực của ba vị này, mỗi một người đều vượt xa tôi, muốn thắng, căn bản là điều không thể. Thế nhưng, dựa vào thực lực của tôi, muốn bảo vệ mọi người an toàn thoát thân trước ba người cảnh giới tiên sư này cũng không phải quá khó khăn. Nhớ kỹ, lát nữa lúc tôi nói chạy, mọi người đừng quay đầu lại cứ thế mà chạy, không cần quan tâm gì hết, tôi sẽ giúp mọi người mở cửa lớn. Dựa vào thực lực của Chu Dương đương nhiên không thể đối phó với ba vị cảnh giới tiên sư này, anh chỉ có thể liều mình mở đường. Nhưng nếu dựa vào bảo vật trong nhẫn không gian để chống đỡ một lúc thì vẫn có thể. Đây là lý do vì sao Chu Dương có dũng khí bước vào đại viện Hứa gia. Đương nhiên, cần làm thế nào thì còn phải xem suy nghĩ của ba vị kia. Dẫu sao mấy người Hổ gia cũng được coi là thuộc huyết thống của Hứa gia. Trận pháp bảo vệ gia tộc này chính là ba vị tiền bối cảnh giới tiên sư của Hứa gia, đối với Chu Dương, vừa có điểm tốt mà cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là ba vị tổ tiên này thật sự khiến người khác tuyệt vọng, ba người đứng đó, vậy thì Chu Dương căn bản không cần ra tay, mình có thể chạy thoát đã là tốt lắm rồi. Điểm tốt là bên phía bọn họ còn có người Hứa gia, ba vị tổ tiên này, vẫn chưa chắc đã đứng về phía Hứa Thánh Linh. Lúc này, Hứa Thánh Linh đang quỳ xuống trước mặt ba vị tiền bối, khóc lóc kể tội Chu Dương, tổ tiên, chính là tên nhóc đó, ỷ vào bản thân có chút thực lực, liền đuổi cùng giết tận Hứa gia chúng ta. Là cháu trai bất hiếu, cháu trai không đủ năng lực bảo vệ Hứa gia, Hứa Thánh Linh khóc nước mắt nước mũi tèm lem, coi bộ ông ta rất có tiềm năng làm nũng các vị trưởng bối. Ba ông cụ cau mày, một trong số đó lên tiếng hỏi, cậu là gia chủ đời thứ mấy của Hứa gia? Thưa tổ tiên, cháu là gia chủ đời thứ 32 của Hứa gia, Hứa Thánh Linh thành thật nói. Đời thứ 32, 1000 năm sau, Hứa gia đã sa sút đến độ này rồi sao? Thực lực của gia chủ cũng kém cỏi đến vậy, ánh mắt ông cụ dường như lộ ra vẻ mất mát. Sau đó, ông ta liếc nhìn Chu Dương, hậu bối, cậu là ai? Tại sao lại mạo phạm đến Hứa gia ta? Chu Dương nhếch miệng cười, chuyện này ai có thể dám chắc, nếu tôi nói là Hứa gia động đến tôi trước, mấy người có thể buông tha tôi sao? Anh không thẳng thắn nói sự thật cho ba ông cụ này, bởi vì điều đó thật sự không cần thiết. Đùa chắc, ý nghĩa của trận pháp bảo vệ gia tộc của người ta là gì? Còn không là phải để bảo vệ gia tộc khỏi nguy cơ diệt tộc sao? Chu Dương nói lời này, là vì Hứa gia bọn họ kiếm chuyện với anh trước, ba ông cụ này có thể thờ ơ không quan tâm, nhìn Chu Dương tàn sát hậu bối Hứa gia ư. Nếu là thật mới lạ đó. Bởi vậy, bất kể Chu Dương nói ra lý do gì, ba người cũng sẽ không buông tha anh. Tốt nhất là không cần tốn hơi thừa lời làm gì. Ba ông cụ nghe xong lời nói của Chu Dương cũng không tức giận, trái lại còn khẽ cười, cậu là một người thông minh. Hơn nữa, thủ đoạn độc ác, lại có thể ép trận pháp bảo vệ gia tộc của Hứa gia chúng tôi xuất hiện, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu là người thông minh, vậy chắc đã biết mình không chạy thoát được. Bây giờ, cậu chọn tự sát, hay muốn chúng tôi ra tay đây? Ông cụ thờ ơ hỏi. Thấy Chu Dương không định phí lời với họ,
Đương nhiên bọn họ cũng chẳng muốn nói mấy câu vô nghĩa với Chu Dương, dù sao, bọn họ xuất hiện là muốn giải quyết vấn đề. Rõ ràng, Chu Dương chính là vấn đề. Dù Chu Dương có nói gì, theo suy nghĩ của bọn họ, đã định sẵn anh phải chết. Và lại, bọn họ cảm thấy, Chu Dương hẳn phải nhận thức được điều này, vì vậy mới hỏi, Chu Dương lựa chọn tự sát hay để họ ra tay. Chu Dương lắc đầu, xin lỗi, cả hai phương án này tôi đều không chọn. Mặc dù các ông không quan tâm đến nguyên nhân mâu thuẫn giữa tôi và Hứa Gia, nhưng lý do xung đột giữa ông ấy và Hứa Gia, tôi nghĩ các ông sẽ thấy vô cùng hứng thú đó, Chu Dương kéo hổ ra từ sau lưng ra. Các ông quan sát kỹ một chút, huyết thống chảy trong người ông ấy, có quen thuộc hay không? Ba ông cụ sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại, đột nhiên trừng mắt. Huyết thống chảy trên y người hổ ra rất thuần khiết. Đặc biệt, còn thuần khiết hơn cả Hứa Thánh Linh. Suy cho cùng, vốn dĩ gia chủ Hứa Gia phải là mẹ của Hổ Gia, Hứa Thánh Nhã mới đúng. Nếu như vậy, xét về huyết thống, Hổ Gia chắc chắn là người thừa kế hàng đầu, vì vậy, huyết thống sẽ thuần khiết hơn Hứa Thánh Linh. Đã xảy ra chuyện gì vậy, vẻ mặt ba ông cụ thay đổi. Hiển nhiên, đối mặt với huyết thống thuần khiết nhất của Hứa Gia, bọn họ không thể ngồi yên không quan tâm. Hổ Gia thấy tình huống này, cũng không hề hồ đồ. Ông ấy đứng ra kể lại toàn bộ nguyên nhân sự việc. Sau khi nghe xong, ba ông cụ lập tức nhìn Hứa Thánh Linh với vẻ mặt u ám. Ông Tổ, ông đừng tin tên đó, hắn ta gắp lửa bỏ tay người. Lời hắn nói đều là dối trá. Kỹ năng diễn xuất mà Hứa Thánh Linh thể hiện lúc này có thể sánh ngang với ngôi sao điện ảnh, sao cháu có thể làm chuyện như vậy được chứ? Tất cả đều là hắn bịa đặt lừa mọi người. Hứa Tông Hổ này mới là kẻ có tội lớn nhất của Hứa Gia. Là hắn dẫn người ngoài đến lật đổ Hứa Gia. Chương 1039, thái độ của Tôn Gia. Ông Tổ, các ông nhất định phải tin cháu, cháu vất vả gây dựng Hứa Gia suốt mấy chục năm, không có công cũng có cán chứ. Các ông có thể nói cháu không có năng lực, nói tu vi của cháu chưa đạt trình độ tinh thông, nói cháu không bảo vệ tốt cho Hứa Gia, nhưng các ông tuyệt đối không thể nghi ngờ lòng chân thành của cháu dành cho Hứa Gia được. Quả thật khả năng diễn xuất của Hứa Thánh Linh quá giỏi, chẳng trách năm đó ông ta có thể lừa gạt được các ông già trong Hứa Gia, rồi ép chết bố của Hổ Gia như thế. Nếu không biết chân tướng sự việc mà chỉ coi diễn xuất của ông ta, thì ngay cả Chu Dương cũng tin, quả là diễn xuất động lòng người. Ngay cả Hổ Gia cũng bắt đầu hoài nghi về đời người, ông đang tự hỏi liệu có phải ông đã sai rồi không. Nhưng nghĩ như nào thì ông cũng không sai. Lão già thất đức chết tiệt. Bỗng chốc Hổ Gia nổi trận lôi đình. Mà màn biểu diễn của Hứa Thánh Linh vẫn chưa kết thúc, ông Tổ, quả thực là cháu có lỗi, nên mới khiến Hứa Gia xảy ra chuyện như này. Nhưng kẻ dẫn người ngoài tới lật đổ Hứa Gia, hủy hoại hết toàn bộ Hứa Gia lại là tên Hứa Tông Hổ kia. Dù các ông có trừng phạt cháu thì cũng không được tha cho cậu ta. Giờ đây Hứa Gia ta đã chẳng còn ai nữa rồi. Mục đích mà Hứa Thánh Linh luôn nhấn mạnh tình cảnh bi thảm của Hứa Gia chính là muốn tố cáo tội ác của Hổ Gia mà thôi. Cuối cùng ông ta cũng khóc xong, một trong số ba ông cụ mới thản nhiên lên tiếng, trước tiên cậu phải hiểu một chuyện. Hứa Gia chúng ta mà cậu nói, theo góc độ của chúng tôi thì nó lại là hai chuyện khác nhau. Hai bên đều là Hứa Gia, dù bên nào thắng cũng đều là chiến thắng của Hứa Gia, không có chuyện hủy hoại hay gì hết. Trong chuyện này chỉ có đúng và sai. Cậu không cần nhấn mạnh liên tục về tội lỗi của đứa trẻ đó. Hai ông cụ khác cũng gật đầu. Không phải là am hiểu của ba người họ nhiều như nào, mà là vị trí họ đứng đã quyết định rằng chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ như vậy. Dù sao cũng đều là mấy lão yêu quái sống mấy nghìn năm rồi, với họ thì Hổ Gia và Hứa Thánh Linh đều là con cháu mà thôi. Cho nên dù ai thắng, ai sẽ bước vào Hứa Gia làm gia chủ đối với họ đều không quan trọng. Quan trọng là chuyện mà Hổ Gia nói rốt cuộc có thật không? Tôi nghĩ diễn xuất của cậu tệ quá, nhưng phải công nhận là cái tệ đó rất vừa phải, nếu không có mấy người có năng lực phân biệt nhất định ở trước mặt cậu thì chắc chắn đã bị cậu lừa rồi. Tôi đoán chắc năm đó cậu cũng dùng chiêu này để lừa bố cậu đúng không? Một ông già khác nói. Vừa lướt qua đã nhìn thấu diễn xuất của Hứa Thánh Linh. Lúc này Hứa Thánh Linh bỗng sững sờ. Kỹ năng diễn xuất cảm động mà diễn lần nào trúng lần đó của ông ta lại bị người khác vạch trần. Lúc này ông ta mới bình tĩnh lại, tuy ông cụ trước mặt cũng là ông tổ của ông ta, nhưng đã không phải người bố yêu thương chiều chuộng ông ta nữa rồi.
thật ra chúng tôi chẳng cần vạch trần lời nói dối của cậu bởi nó đã lộ ra rất rõ rồi, giờ cậu có ý định chuộc tội không, ông cụ thứ ba nói. Hứa Thánh Linh đã sợ ngây người rồi. Ông ta vốn tưởng sự xuất hiện của ba vị tổ tiên sẽ là bùa hộ mệnh cho ông ta, nhưng hiện giờ ba ông cụ này lại trở thành lá bùa đòi mạng ông ta rồi. Ông ta nghiến răng, đứng dậy lùi dần về sau, ba ông già các ông thà tin lời của một đứa con bị bỏ rơi chứ không tin lời của tôi phải không, tôi mới là gia chủ của Hứa gia đó. Bây giờ tôi sẽ đi đốt đền thờ của các ông, Hứa Thánh Linh chạy về sau như một kẻ điên. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị một sức mạnh vô hình tóm lại. Ở trước mặt ba vị tiên sư mà còn muốn chạy, đùa gì vậy? Những chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, ba ông cụ đó cũng chẳng ra tay với ông ta, họ giao ông ta cho Hổ gia. Đương nhiên Hổ gia sẽ không nương tay, cho nên gia chủ Hứa Thánh Linh của Hứa gia, một nhân vật quyền thế thống trị thành phố Đông Hải suốt mấy chục năm qua sẽ không thoát khỏi cái chết. Hơn nữa nguyên nhân đã khiến ông ta thua cuộc cũng chính là do lời nói dối sở trường hồi đó của ông ta. Nhờ vào lời nói dối đó ông ta ngồi lên được vị trí gia chủ, và cũng chính lời nói dối đã khiến ông ta mất mạng. Có lẽ đây cũng là một loại báo ứng. Còn Hổ gia thì được ba ông tổ lựa chọn làm gia chủ đời thứ 33 của Hứa gia. Được đích thân ba ông tổ lựa chọn thì đương nhiên sẽ không còn ai phản đối, và sau khi Hổ gia lên vị trí gia chủ xong cũng không tiêu diệt những người trong nhánh chính mà đã ra tay với họ nữa, mà sẽ ban hành một cơ chế thưởng phạt mới. Còn về Chu Dương, ba ông cụ kia lại cảnh cáo anh sơ sơ, bảo Chu Dương sau này đừng động một tí lại ra tay giết người trong Hứa gia nữa, nhưng anh đều coi những lời đó như gió thoảng bên tai. Hù dọa ai thế, sau lần này thì chắc cũng phải đợi thêm ít nhất là 100 năm nữa thì ba ông cụ này mới ra ngoài được. Sau 100 năm nữa thì chẳng lẽ Chu Dương vẫn chỉ là một hoàng đế võ giả thôi sao? Cho nên mấy lời cảnh cáo uy hát iota của ba ông tổ này chẳng có ý nghĩa gì với Chu Dương cả. Ba ông tổ đó chắc cũng biết mấy lời cảnh cáo của mình không có ích gì, chỉ lẩm bẩm tượng trưng một câu rồi sau đó biến mất hút. Mà chuyện quan trọng nhất hiện giờ của Chu Dương đương nhiên là chữa lành vết thương. Sau khi vết thương của anh đã được chữa lành thì lại có một nhân vật khá hiếm lạ nữa tới Hứa gia. Tôn Càn Khôn. Lão già này cũng không biết là tự cho mình là kẻ sáng suốt hay là gì nữa mà lại dẫn theo 6 tông sư võ giả của Tôn gia cùng tới đây. Lúc này Chu Dương mới nhớ ra rằng hình như trong phe Tôn gia trước kia vẫn còn có người vai dưới tên Tôn Thánh Kiệt. Lúc này Tôn Thánh Kiệt đang trốn ở trong góc run rẩy. Từ khi Hứa Thánh Linh bỏ trốn không thành, hắn liền biết chắc mình tiêu đời rồi. Nhưng vừa hay lúc đó cũng không có ai để ý tới hắn, nên hắn lặng lẽ trốn vào một góc. Lúc hắn đang muốn đi ra thì lại thấy Hứa gia đã bày bố phòng thủ ổn hết rồi, có một lượng lớn thành viên canh giữ ở cửa, những người này đều là những tông sư võ giả trong nhánh chính Hứa gia ban đầu và Hổ gia dẫn tới. Tuy trong cuộc chiến không lâu trước đó hai bên đã quyết một phen sống chết với nhau, hơn nữa hầu hết cũng đã bị thương nặng. Nhưng giờ Hổ gia đã vào Hứa gia làm gia chủ rồi, họ cũng chẳng cần tranh đấu nữa, với lại hầu hết cũng đều có thể đứng dậy hoạt động, tạm thời đảm nhận công việc canh giữ. Thật ra hiện giờ cũng chẳng cần thiết phải canh giữ nữa, mục đích của những người này chỉ đơn giản là giữ gìn trật tự mà thôi. Nhưng chính hành động vô thức này đã khiến cho Tôn Thánh Kiệt trốn ở trong góc không dám động đậy. Bây giờ hầu hết mọi người đã quên mất hắn, thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn không biết mình phải trốn trong góc đó bao lâu, đúng lúc này thì Tôn Càn Khôn tới. Chương 1040, suy nghĩ của Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn vừa bước vào cửa khu nhà Hứa gia đã bắt đầu làm ầm lên, Tôn gia thể chết đi theo Chu Dương tiên sinh. Hứa gia mau thả người. Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy tông sư võ giả mặt đầy vết thương ở trước cửa cũng hợp sức lại ngăn cản Tôn Càn Khôn. Mặc kệ ông là ai, nhưng bây giờ Hứa gia không cho phép người ngoài làm phiền, một tông sư võ giả nói. Họ nghe thấy Tôn Càn Khôn nhắc đến Chu Dương nên cũng không muốn gây xung đột với Tôn Càn Khôn. Có điều, bọn họ cũng không thể tùy tiện để Tôn Càn Khôn xông vào như vậy. Họ có nhiệm vụ bảo vệ nơi này. Nhìn thấy mấy tông sư võ giả này, Tôn Càn Khôn cười khẩy, ha ha, nhìn bộ dạng sợ hãi của các người kìa, Hứa gia sợ cũng là đến đường cùng rồi nhỉ. Tôi cảnh cáo các người, bây giờ mau thả Chu Dương tiên sinh ra, nếu không Tôn gia tôi nhất định sẽ liều chết với Hứa gia các người. Trong tư tưởng của Tôn Càn Khôn,
bây giờ Hứa gia đã bình tĩnh lại nhưng xem trạng thái này thì rõ ràng đã xảy ra một trận chiến ở đây không lâu trước đó. Hiển nhiên là trận chiến giữa Chu Dương và Hứa gia. Hứa gia có thể bình tĩnh như vậy chứng tỏ Chu Dương đã thất bại. Nhưng với trạng thái của những người Hứa gia, hầu như không ai có thể nguyên vẹn đứng đây, hắn tin chắc Hứa gia cũng không có sức đấu lại nữa rồi. Theo lý mà nói, với sự khôn khéo của Tôn Càn Khôn, dù bây giờ Hứa gia có mất đi sức chiến đấu, Chu Dương đã thua, hắn nên đứng về phe Hứa gia mới đúng. Nhưng hắn có cảm giác Chu Dương chỉ là giả vờ thua mà thôi. Lúc này chỉ cần hắn có thể cứu Chu Dương ra thì đó chắc chắn là hành động giúp đỡ khi người gặp hoạn nạn. Sau khi Chu Dương thật sự tiêu diệt Hứa gia, Tôn gia chắc chắn sẽ là người có công lớn nhất. Đây là một canh bạc, có thể nói là canh bạc của cả Tôn gia. Nếu bây giờ Chu Dương đã chết, vậy Tôn gia cũng xong đời. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thật ra cách nghĩ của Tôn Càn Khôn khôn khéo hơn vậy nhiều. Cho dù Chu Dương thật sự đã chết, hắn cũng có thể nhân lúc này đánh bại Hứa gia. Hiển nhiên Hứa gia đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu rồi. Nếu Chu Dương sống thì hắn là người có công. Nếu Chu Dương chết, hắn là người được lợi lớn nhất. Tôn Càn Khôn bừng bừng khí thế đứng ở cửa hét lớn, mặc dù Tôn gia tôi chỉ có 6 tông sư võ giả nhưng bây giờ Hứa gia các người có thể ngăn cản đường đi của 6 người chúng tôi sao? Những tông sư võ giả ở trước cửa trố mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên nói gì. Dĩ nhiên mấy người Chu Dương bên trong cũng nghe rõ cuộc đối thoại này. Hổ gia nhíu mày không nhịn được hỏi, rốt cuộc đám người đó là ai? Là đường lui của Chu tiên sinh để lại sao? Hổ gia không quen Tôn Càn Khôn, mặc dù từng nghe nói đến tên tuổi của Tôn Càn Khôn nhưng hai người chưa từng tiếp xúc với nhau. Tô Thế Minh hừ một tiếng, một tên nịnh hót thôi, sau việc này Chu tiên sinh đừng để bị hắn lừa đấy. Lúc này Tô Thế Minh cảm thấy hơi ghen tị. Tô gia bọn họ mới là đàn em đầu tiên của Chu Dương. Trận chiến vừa rồi, Tô gia họ dùng hết sức lực theo Chu Dương đánh đến cùng, cũng xem như là tình bạn bền lâu, mà cái tên Tôn Càn Khôn này là ai chứ? Bọn này đã đánh xong hết cả rồi, ông bước ra xưng đàn em là có ý gì? Nhưng ông ta vẫn hơi lo lắng Chu Dương thật sự sẽ thu nhận Tôn Càn Khôn làm đàn em của anh. Chu Dương chỉ khẽ cười, đây đúng là một người thú vị. Nhưng nếu người ta đã đến cứu tôi thì chúng ta nên ra ngoài xem thử đi. Tôn Càn Khôn vẫn đang la hét, Chu Dương bước ra cùng mấy người hổ ra. Tôn gia chủ, Chu Dương cười nói, lâu rồi không gặp, tôi đã nghe thấy những lời ông vừa nói rồi, đúng là khiến người khác cảm động. Tôn Càn Khôn khẽ sửng sốt khi nhìn thấy Chu Dương, vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ nhìn Chu Dương nói, Chu tiên sinh, cậu không sao chứ? Tôi dẫn toàn bộ Tôn gia đến hỗ trợ cậu. Đến hỗ trợ tôi sao? Chu Dương nghiêng đầu, chế nhạo, không lâu trước đó, Tôn gia các ông còn giễu cợt Chu Dương tôi ngu ngốc mà. Chuyện này, Chu tiên sinh, cậu đừng chấp nhận mấy chuyện đó, sắc mặt Tôn Càn Khôn khá khó coi, lúc đó là tôi có mắt như mù. Bây giờ Tôn gia chúng tôi một lòng son sắt ủng hộ cậu, cậu sẽ không nghi ngờ gì chứ? Cậu xem, tôi hoàn toàn không biết cậu đã thắng nên đã đòi Hứa gia thả người, Tôn Càn Khôn cố gắng bày tỏ lòng trung thành của mình. Nói trắng ra là trung thành muốn theo phe của Chu Dương. Chu Dương không nghĩ vậy nhưng vẫn nói, ừ, tôi thấy rồi, rất cảm động. Chẳng qua nếu tôi thật sự bị bắt mà ông cứ đứng đây hô hoán hồi lâu nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. E là lúc vào trong đó cứu tôi thì tôi đã chết rồi. Hiển nhiên Chu Dương đã nhận ra ý đồ thực sự của Tôn Càn Khôn. Bề ngoài thì hắn đến để cứu Chu Dương. Nhưng thật ra đó chỉ là một pha mạo hiểm của hắn mà thôi. Hắn nghĩ Chu Dương có xác suất phần thắng cao hơn. Thế nên hắn mới đứng ở cửa tranh chấp với người của Hứa gia rất lâu mà vẫn không bước vào trong. Nếu Chu Dương thắng, vậy thì chắc chắn Chu Dương có thể nhìn thấy hắn đến cứu anh. Nếu Chu Dương thua thì bây giờ hắn cũng không xảy ra xung đột gì với Hứa gia. Nếu xét thấy lực lượng còn lại của Hứa gia khá mạnh thì mọi chuyện vẫn còn chỗ để hòa hoãn. Cho dù thế nào thì Tôn gia vẫn là người chiếm được lợi lớn nhất. Nhưng lần này hắn vẫn bị Chu Dương nhìn thấu tâm tư. Sau khi bị vạch trần, Tôn Càn Khôn cũng không cảm thấy xấu hổ, là tôi làm việc không thỏa đáng, đã khiến Chu tiên sinh chê cười rồi. Nhưng suy nghĩ đi theo Chu tiên sinh của chúng tôi tuyệt đối không hề giả dối. Vẫn mong Chu tiên sinh có thể bỏ qua cho con cháu nhà chúng tôi, đừng so đo với đám con nít.
Tôn Càn Khôn nói thẳng yêu cầu của mình. Hắn thấy trong một thời gian Chu Dương sẽ không thể xem Tôn gia là người của mình. Có điều như vậy cũng chẳng sao, hắn không để ý chuyện này. Sau này vẫn còn cơ hội để hòa hợp với Chu Dương. Chuyện quan trọng bây giờ là cứu Tôn Thánh Kiệt ra rồi nói tiếp. Nếu đợi đến lúc Chu Dương trừng trị Tôn Thánh Kiệt hoặc thẳng tay giết Tôn Thánh Kiệt thì hiềm khích giữa hai bên sẽ càng lớn. Không thể không nói sách lược của Tôn Càn Khôn quả thật khiến người ta ngạc nhiên, từng bước đi đều được cân nhắc, tính toán rất cẩn thận. Dù là Tôn gia đang nằm ở thế bất lợi, hắn cũng biết nên làm thế nào mới bù đắp bất lợi của Tôn gia nhiều nhất có thể. Chẳng qua, bây giờ Chu Dương thật sự không biết Tôn Thánh Kiệt đang ở đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.